kéo cửa xuống nhé Nhi nhá. Nhi à, nếu mà sang thì không cần nữa. Vào xem được chưa Phương anh ơi? Anh còn lên. Từ từ đã. Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào tất cả các tình yêu nha. Chào chị chào chị Nam Nguyễn, chào chị Ngọc Hân ạ, chào chị Thùy Mộc nha, chào chị Hà Thủy ạ, chào chị Hải Hồng nhá. Chào chị Quang Nguyễn ạ. Hello, có xem livestream của em nè. Mọi người vào xem đi ạ, mọi người vào xem chia sẻ cho em nhé mọi người nhá. Các chị vào xem chia sẻ cho em nè. Không kiếm được thì thôi. Chào chị Ngọc Thơm Oanh nha, chào chị Không Quan Tâm ạ, à. Chào hello tất cả các tình yêu đang xem live nhá. Ai đang xem live chấm cho em biết nè. Ai đang xem chấm cho em biết nha, comment cho em biết là mọi người đang xem livestream của em nhé mọi người nhá. Mọi người vào xem chia sẻ mạnh lên cho em nào các tình yêu nào. Mọi người vào xem chia sẻ mạnh lên nha. Mạnh lên nào, comment cho em biết nào các tình yêu nào. Chia sẻ mạnh lên, comment cho em biết là mọi người đang xem livestream của em nhá. Hôm nay em sẽ bán siêu rẻ luôn. Chào chị Ngọc Thơm của anh ạ. Mọi người chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view để chơi mini game và các chị yêu nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Những ai đang xem livestream comment cho em biết ạ. Hôm nay mưa các chị xem có rõ không ạ? À, mạng có bị lag không ạ mọi người? Mọi người comment nào, mọi người xem có rõ không nào? Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Chia sẻ thật nhiều lên cho em nhé mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em. Xin chào chị Ngọc Trâm ạ, xin chào chị Lê Thân, chào tất cả mọi người nhé. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Chia sẻ thật nhiệt tình lên để chơi mini game là các chị nào. Chia sẻ thật nhiều để chơi mini game nhá. Em sẽ bán một số mã áo phông với giá 19k dành cho các chị chia sẻ livestream này. Một số mã áo phông với giá 19k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ nhá. Những cái mã này em sẽ bán 19k dành cho các chị chia sẻ livestream này. Những cái mã này sẽ bán 19k để các chị chia sẻ like nhé mọi người nhá. 19k này, rất là đẹp luôn này. Áo tay bèo nhá. Hàng Quảng Châu xịn luôn ạ. Chào chị Thi Ốc ạ, xin chào tình yêu, chào chị Hà Dương nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Em sẽ bán mã đầu tiên với giá 19k cho các chị nào. 19k này các chị này, rất là đẹp luôn nhá. Toàn bộ toàn mã xinh thôi. Toàn mã siêu xinh siêu hot luôn. Cả mã như em đang mặc luôn nhá. Cả mã như em đang mặc này các chị này. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em ạ. Chia sẻ thật nhiệt tình vào những hội nhóm chợ này. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ nào. Tình yêu nào đã chia sẻ comment đã chia sẻ đi ạ. Bán áo với giá 19k thôi này các tình yêu này. 19k thôi nhá. Áo treo phía sau có hoa bao nhiêu một cái? À mã phông gíp để hôm nay em sẽ sale nhá. 130 sale còn 65k nhá các tình yêu nhá. 130 sale còn 65k. Các chị chia sẻ chưa? Những ai chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ để em biết nào. Những ai chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ để em biết nhá chị nhá. Chị nhận hàng rồi, đẹp lắm, ok tình yêu nhá. Rồi ok, cảm ơn chị. À, có gì ủng hộ em tiếp nha chị Hà nhá. Quần váy mặc vừa không ạ? Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Hôm nay sẽ bán siêu rẻ nhá. Siêu rẻ siêu sốc nhá. Những cái mã này em sẽ bán 19k cho các chị chia sẻ livestream này. 19k cho các chị chia sẻ livestream nhá. Hôm nay có nhiều mã best ghi nhá. Có nhiều mã best ghi đẹp lắm nhá các chị nhá. Em hôm nay là rất là nhiều mã mới luôn. Nên là những ai mà đang xem livestream thì đừng vội thoát ra nhá. Em sẽ bán siêu rẻ siêu sốc luôn. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Những chia sẻ lên 50 view nhá. Một con số rất là thấp đúng không? Chia sẻ lên 50 view em sẽ bán mã này là mã đầu tiên với giá 19k cho các chị này. Chia sẻ lên 50 view em sẽ bán mã này 19k cho các chị nhá. Ok, vừa vặn luôn. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều nha. Cảm ơn chị ạ. Nào, mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Chia sẻ lên 50 view em sẽ bán mã này với giá 19k cho các chị nào. Bán áo phông với giá 19k cho các tình yêu nhá. Dành cho những ai chia sẻ livestream ạ. Ai chia sẻ rồi thì comment nào. Comment đã chia sẻ nào. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Lên 30 view rồi mọi người chia sẻ đi ạ. Các chị vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nào. Các chị vào sau chia sẻ cho em nhé. Áo trắng là body ôm hay rộng? Áo trắng là áo rộng chị ơi. Áo trắng là áo rộng nhé chị Mai Nguyễn Ellie nhá. Áo trắng là áo rộng ạ. Nào,
Chào chị Hà Hải Yến nào. Các chị chia sẻ đi nào. Chia sẻ lên 50 view em sẽ bán mã này với giá 19k này các tình yêu này. 50 view thôi nhá mọi người nhá. 50 view một con số rất là thấp luôn. Bây giờ đã là 30 view rồi. 30 view rồi này các chị này. Chia sẻ lên 50 view cho em đi này. 50 view nhá. Bán mã này với giá 19k dành cho các tình yêu này. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. 55k nhá chị Mai Nguyễn ơi, 55k thôi. Áo phông 55k. Rồi ok, chị Lê Thu Hà đã chia sẻ này. Nào mọi người chia sẻ nhá, em bán mã đầu tiên như em đang mặc này. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em bán giá sốc cho các chị nào. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view để em bán giá sốc cho các chị nhá. Bán mã đầu tiên như em đang mặc này. Đây các chị này, bán mã đầu tiên siêu sốc luôn nhá. Áo kim sa lấp lánh luôn này. Áo kim sa lấp lánh như em đang mặc nhá. Em sale 65k dành cho những ai chia sẻ livestream 5 lần ạ. 100k sale còn 65k dành cho các chế chia sẻ livestream này. Có màu đỏ và màu vàng ấy các chị nhá. Mã này em có màu đỏ và màu vàng này. Ai lấy comment nhá. Mã này các chị mặc bệt vai được này. Đấy. Mặc bệt vai được nhá, nhá. Mặc bệt vai ok luôn. Mặc lệch vai cũng được nhá. Mặc bệt vai lệch vai, kể cả không bệt vai lệch vai cũng được. Mã này các chị kể cả 60 cân quay đầu vẫn vừa này. Các chị này các chị nhìn nhá. Áo co giãn rất là thoải mái luôn. Kể cả một người như em chui vào vẫn vừa luôn. Nhưng mà các chị tầm khoảng 57 cân quay đầu là đẹp nhất ạ. Tầm 57 cân quay đầu là đẹp nhất nhá. Từ 40 cân đến 57 cân quay đầu là đẹp nhất nhá. Áo có hoa, màu hồng đậm không ly à, nó có hồng nhạt thôi các chị ạ. Áo đây thì có hồng nhạt thôi. Em bán mã đầu tiên này 65k nhá. Có màu đỏ và màu vàng này. Màu đỏ cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn nhá chị nhá. Quá trời đẹp luôn, kim sa lấp lánh luôn này. 65k nhá, chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại cho em. Có hai màu đỏ và vàng, comment màu kèm số điện thoại đi ạ. Mã này từ 40 cân đến 57, 58 cân quay đầu vừa thoải mái này. Chất phông zip co giãn dễ chịu nhá mọi người nhá. Quá xinh luôn, ai lấy comment ạ? Comment màu kèm số điện thoại có hai màu đỏ và vàng này các chị này. Ấy, mã này em bán siêu sốc luôn, các chị mua không đâu dưới 120 nhá. Các chị không mua đâu dưới 120, hôm nay em sẽ bán 65k. Quá đẹp luôn, ai lấy comment nhanh nào. Nhanh tay nào các tình yêu nào, số lượng có hạn nhá. Em chỉ còn vài chiếc sale note này. Còn vài chiếc sale note nhá, ai lấy comment nào. Màu kèm số điện thoại cho em nào các chị nào. Màu kèm số điện thoại ạ, màu đỏ và màu vàng. Kéo thành cổ tròn được không? Đây, kéo cổ tròn thoải mái đấy chị này. Cổ bình thường nhá, cổ thuyền. Đấy, cổ bình thường, đây là cổ bình thường của nó. Nếu mà các chị không thích trễ vai, các chị không thích trễ vai mặc bình thường ok, thoải mái luôn. Đấy, mặc như này nhé mọi người nhé. Mặc như này. Có chị nào chốt mã này không này, quá xinh luôn này. Một chiếc áo quá xinh nhá chị nhá. Một chiếc áo quá xinh, sale nhá. Rồi ok, chốt cho chị Hà Lê một đỏ này. Chị nào lấy đỏ comment đỏ kèm số điện thoại nhá. Có hai màu đỏ vàng nhá. 65k dành cho ai chia sẻ livestream 5 lần ạ. Còn áo thun trắng có con bướm không ly? Áo thun trắng có con bướm. Em còn chị ơi, em còn nhá. Rồi chốt cho, chốt đỏ cho chị Hà Lê này. Nào em còn đỏ và vàng này. Em còn đủ hai màu đỏ và vàng nhá. Em còn đủ hai màu đỏ và vàng. Chị nào lấy comment nào. Nhanh tay comment nhá. Số lượng có hạn nhá các tình yêu nhá. Số lượng có hạn hai màu đỏ và vàng. Đây màu đỏ rất đẹp này. Màu đỏ cũng rất đẹp luôn ạ. Có ai chốt đỏ không nào? Có ai chốt đỏ nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view đi để em bán áo với giá 19k cho các chị nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em bán áo 19k cho các tình yêu nhá. Hai màu đỏ vàng, ai lấy comment nào? Comment nhiệt tình lên cho em nào. Comment nhiệt tình nhá, đỏ vàng nhá. Đỏ vàng này, để chị một cái. Rồi ok, mã này là 65k dành cho những ai chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. 65k dành cho những ai chia sẻ livestream 3 lần trở lên này. Màu đỏ và màu vàng nhá. Bao từ 40 cân đến khoảng kể cả 60 cân các chị vẫn vừa thoải mái luôn. Từ 40 cân đến 60 cân đỏ vàng nào. Ai lấy comment cho em nào. Em chỉ còn 3 chiếc thôi này. Chị nào nhanh tay sẽ được nhá. 65k hàng bao đẹp luôn. Hàng bao đẹp nhá. Hàng kim sa bao đẹp luôn này các chị này. Hàng kim sa bao đẹp luôn. Ai lấy comment nhanh tay nào. Nhanh tay để em qua mẫu nào các chị nào.
Nhanh tay nhá, mã này quá xinh luôn này. Đây em mặc này, quá xinh luôn nhá mọi người nhá. Có hai màu ạ, màu đỏ với màu vàng. Có ai chốt đỏ nữa không nào? Em thử đỏ cho mọi người xem này. Màu đỏ cũng rất là đẹp luôn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Rồi ok, chốt cho chị Hà Lê thêm một vàng này. Rồi chốt cho chị Trang Thanh một vàng này. Đây đủ này, đúng. Chốt cho chị Trang Thanh một vàng này. Nào ai chốt vàng comment vàng nhá. Em vẫn còn đủ vàng đỏ nhá. Em vẫn còn đủ vàng đỏ ạ. Chị nào lấy nhanh tay comment. Chị 65 thôi nhá mọi người nhá. 65k một chiếc áo kim sa quá đẹp luôn này. Đấy, kim sa quá đẹp luôn. Còn đủ vàng với đỏ ạ. Nào ai lấy thì nhanh tay comment nào. Nhanh tay comment nhá, 65k thôi nhá các tình yêu nhá. 65k để em qua mẫu nào. Em ở Tuyên Quang nhé chị Hà Lê nhá. Nào ai lấy vàng đỏ comment cho em nào. 65k này các tình yêu này, bao từ 40 cân đến 60 cân vừa đẹp nhá. Bao từ 40 cân đến 60 cân luôn, còn màu vàng với màu đỏ. Còn duy nhất hai chiếc. Chị nào lấy nhanh tay comment để em qua mẫu nào. Nhanh tay comment để em qua mẫu nào các tình yêu nào. Em qua một bạn khác nha. Áo lệch vai sọc đen em còn. Xin chào chị Ánh Tuyết. Lâu lắm rồi này mới thấy chị Ánh Tuyết vào xem livestream của em này. Lâu lắm rồi mới thấy tình yêu nhá. Dạo này hơi bị không quan tâm đến em rồi đấy. Em chuyển mẫu nhá mọi người nhá. Đây chuyển qua mã này này các tình yêu này. Chuyển qua mã này nha, cũng chỉ 65k nhá. Bao từ 60 cân quay đầu mặc vừa này. Đấy áo em mặc đẹp lắm chị, nếu mà lấy thì comment nhá. Tây Ninh có nhá, Tây Ninh em cũng gọi được nhá, em ship toàn quốc luôn. Siêu rẻ luôn chị Ánh Tuyết ạ, siêu rẻ luôn. Đây chuyển qua mã này quá đẹp này. Mã này hàng xuất quá đẹp nhá các chị nhá. Đây các chị nhìn túi thì biết này, hàng xuất quá đẹp luôn. Bỏ túi này ra này. Bỏ áo đỏ. Đây, hàng xuất quá xịn luôn này các tình yêu này. Hàng xuất quá xịn luôn đúng không? Em sẽ bán cực sốc cho những ai chia sẻ livestream từ 5 lần trở lên này. Đấy, livestream chia sẻ livestream từ 5 lần trở lên em sẽ bán mã này chỉ 65k thôi nhá các chị nhá. Mã này cũng chỉ 65k này. 65k mạng lắc thế nhỉ không xem được. Ôi hôm nay toàn mã đẹp thôi các chị ạ. À. Áo phết vai cũng 65k nhá. Áo khoét vai cũng 65k này. Chuyển qua mã này cũng 65k bao đẹp luôn à. Đây, mã này bao đẹp luôn nhá. Quá xinh luôn đúng không các chị? Quá xinh luôn. 65k cho những ai chia sẻ livestream. Có đỏ, có cam nhá. Có đỏ, có cam, có rêu. Quần em mặc có nhiều màu lắm. Quần em mặc đủ màu luôn này. Đấy, quần em mặc đủ màu luôn, 80k một quần nhá. 80k một quần em mặc bao đẹp luôn. Đây, quá đẹp luôn này, quần em mặc này. Thì nên em bán sang quần em mặc nha, 80k một quần thôi, đẹp cực kỳ luôn. Đây nha các chị nha, cho mình áo khoét vai. Chị Bảo Thi Trần lấy áo khoét vai vàng hay đỏ, comment màu kèm số điện thoại cho em nào. Chị Bảo Thi Trần lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại nha. Chuyển qua cái mã này này các tình yêu này.
Chuyển qua mã này bao từ 40 cân, bao cứ 60 cân quay đầu vừa nhá. Hàng xuất đẹp luôn. Hàng xuất xịn đẹp luôn này các chị này. Có màu như em mặc là màu màu nâu. Màu như em mặc màu nâu này. Màu nâu, màu đỏ, màu rêu, màu cam nhá. Bao đẹp luôn, mã này bao đẹp luôn. Các chị ấy chia sẻ thật nhiều lên các trang chợ cho em này. Chia sẻ thật nhiều nhá. Cho mình xem đã. Đây, áo này 65k này các chị này. Áo này 65k nhá, hàng xuất chuẩn đẹp luôn. Hàng xuất chuẩn đẹp luôn nhá, kim sa lóng lánh luôn này. 65k mã này này các chị yêu này. Khoét vai chứ không phải lệch vai. Khoét vai. Khoét vai nhiều mã lắm, em không biết mã nào đâu chị ạ. Có gì thì inbox ảnh cho em nhá. Em tưởng là mã lệch vai lúc nãy thì em cho chị xem mã khoét vai thì em không nhớ mã nào, tại vì là nhà em hàng trăm mã em không nhớ hết đâu. Chị cứ inbox ảnh cho em nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Mã này bán 65k này các tình yêu này. 65k nhá, đủ màu luôn. 65k đủ màu, hàng xuất xịn đẹp, bao từ 60 cân quay đầu vừa. Bao từ 60 cân quay đầu vừa. Ai lấy nhanh tay comment cho em nào. Ai lấy nhanh tay comment, nhanh tay comment nha. Số lượng có hạn nha. Đây, có màu này là màu cam này. Màu như em mặc là màu nâu này. Chị cái nâu nhé. Rồi Nguyễn Bích Hằng một cái nâu. Các chị có đơn rồi cố gắng chọn từ 2 sản phẩm trở lên thì em mới gửi nhá. Hàng này bao là hàng xuất xịn đẹp luôn. Chị Nguyễn Bích Hằng một nâu này. Rồi ok, chị Nguyễn Bích Hằng một nâu hết. Hết nâu. Em xin chào chị Hà Thu ạ. Đây là đỏ này các chị nào, đỏ nhá. Đỏ này, cam và rêu. Còn đỏ, cam, rêu này ai lấy nhanh tay comment nhá, quá đẹp luôn. Mã này mọi người không mua thực sự là tiếc luôn. Kể cả sơ vi đẹp này. Đấy, sơ vi lên đẹp nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment nào. Còn màu đỏ, màu rêu và màu cam nào. Đỏ, rêu, cam nhá, cổ tim nhá, quá xịn luôn. Quá xịn luôn ạ, à. Chị nào lấy nhanh tay nào. Nhanh tay số lượng có hạn nha, em chỉ còn vài chiếc thôi. Chỉ còn vài chiếc này, 65k dành cho những ai chia sẻ live stream này. 65k này các tình yêu này. Đấy, ai lấy nhanh tay nào. 3 màu nhá, em còn 3 màu này. Màu đỏ, màu cam với màu rêu. Cái mã này các chị thả xuông ra cũng đẹp, không cần sơ vin nhá. Các chị thả xuông ra quá đẹp luôn. Đấy, cái chất của nó sướng ơi là sướng luôn. Mặc nhá, mặc rất là dễ chịu, mềm, mặc như không mặc luôn các chị này. Mặc như không mặc luôn, bao sướng luôn. Nào có ai lấy mã này không? Quần giả váy em có nhiều mẫu nhá. Tí nữa em bán quần giả váy. Nào ai lấy đỏ comment đỏ nào. Đỏ rêu cam các chị nào. Có ai chốt mã này không ạ? Mạng hôm nay hơi lag, mạng tối nay có vẻ hơi lag rồi các chị nào. Màu đỏ, màu rêu, màu cam. Quần có mặc bao nhiêu? Quần em đang mặc sale 80k này. Quần em đang mặc sale 80k đủ màu luôn. Đủ màu luôn nhé các chị nhá. Nào các chị không chốt mã áo này để em chuyển qua mã áo khác. Các chị ơi, mã áo này quá đẹp luôn. Ừ, mạng hôm nay lag mà, mạng hôm nay lag lòi đấy. Mạng hôm nay lag quá buồn ghê luôn đấy. Ai chốt mã này thì cứ comment nhá. Ai chốt mã này comment cho em biết là kim sa nhá. Comment là kim sa kèm màu kèm số điện thoại. Quay ơi. Đổi mẫu này các chị này. Chẳng thấy kem đâu. Mày đợi, các bạn đừng hòng đợi con nhìn. Nào em chuyển qua mã này nào các chị nào. Chuyển qua mã này này, quá đẹp luôn đúng không? Đây, quá đẹp luôn này các chị này.
Quá đẹp luôn nhá. Chuyển qua mã này quá đẹp luôn, sale 55k này. Sale 55k dành cho những ai chia sẻ livestream. Sale 55k dành cho những ai chia sẻ livestream có màu vàng và màu đen. Mã này em có vàng đen nhá, 55k nhá. 55k cho những ai chia sẻ livestream này. Vàng đen này các chị này, chị nào lấy nhanh tay nào. Nhanh tay nào, có màu vàng và màu đen này. Màu vàng và màu đen nhá, chị nào lấy nhanh tay comment nhá, kèm số điện thoại cho em nào. Chỉ giá là 55k này. Có chị nào chốt mã này không? Hàng Quảng Châu bao đẹp luôn. Đây. Hàng Gia Gia bao đẹp luôn nhá chị nhá, bao đẹp luôn, chỉ với giá 55k. Nào chị nào lấy nhanh tay này. Ơ, đơn thế nhỉ? Sao vẫn dừng ở chỗ này nhỉ? Nào mọi người chia sẻ nhiều lên nào. Mọi người chia sẻ nhiều lên nhá. Mã này là 55k này. Ai lấy comment màu kèm số điện thoại cho em. Em có hai màu nhá, đỏ và vàng, à, đen và vàng các chị nhá. Mã này có đen và vàng này. Chị nào lấy màu nào comment màu kèm số điện thoại cho em nào. Mọi người xem hôm nay có bị lag không nhở? Mạng như hôm nay có vẻ là hơi lag đấy các chị. Nào ai chốt mã này comment nào, chị Thùy chốt vàng này rồi ok này. Nào có ai chốt mã này không nào? Quá đẹp luôn nhá chị nhá. Hàng Quảng Châu luôn, chất cốt tông mát lạnh luôn. Đây, chất cốt tông mát lạnh luôn. Chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Nhanh tay comment, mọi người chia sẻ nhiều lên nào. Chào chị Vy Trang. Chào tình yêu. 44 cân vừa nhá, từ 40 cân trở lên đã là vừa rồi các chị ạ. À, từ 40 cân trở lên là các chị đã vừa đẹp rồi. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em đi nào. Có hai màu vàng với đen thôi mà em sale chỉ có 55k nhá mọi người nhá. Em sale chỉ có 55k thôi. Chị Nguyễn Bích Hằng có đơn chưa nhở? Nguyễn Bích Hằng. Rồi ok, Nguyễn Bích Hằng một đen này. Chốt đen cho Nguyễn Bích Hằng này rồi ok. 55k dành cho các chị chia sẻ livestream. Chào em xin chào chị Thu Minh ạ. Nào 55k nào. Chị nào lấy comment nhá. 55k kèm số điện thoại cho em nào. Quần bao nhiêu em? Quần là 80k nhá mọi người nhá. Quần 80k, quần hô đẹp luôn này. Quần 80k hàng chuẩn đẹp luôn. Quần này các chị có cả thắt lưng nhá. Quần này có cả đai lưng nữa nhé. Em không đeo đai lưng. Chuẩn đẹp luôn. Áo thì 55, quần 80 này. Nào có ai lấy hello tình yêu, chào chị Bi Trang ạ. Chị sinh em bé chưa ạ? Có ai cho mã này em qua mẫu này. Qua mã khác nhá các tình yêu nhá, qua mã khác này. Ngọc Liên Nguyễn đen, chị cố đợi xem chứ, lác lắm. Vâng, hôm nay lác lắm ý, mạng hôm nay chán lắm ý. Các chị ơi lấy thì cho em, à, chị Ngọc Liên Nguyễn có đơn chưa nhở? Nếu mà chưa có đơn thì phải cho em xin số điện thoại. Hình như chị Ngọc Liên Nguyễn chưa có đơn đâu, phải cho em xin số điện thoại nhá. Đằng sau là chun. Đằng sau chun này. Cái này có nhiều màu lắm. Chị Thùy Trâm lấy trắng chắc ép thôi nhở. Chị Thùy Trâm lấy quần S thôi đúng không? Này cho chị Thùy Trâm một áo vàng. Chị Thùy Trâm lấy bao nhiêu cân này? Chị Thùy Trâm bao nhiêu cân? Có số điện thoại bên trên đấy. Chưa có đơn nào. Thùy Trâm. Qua mẫu nha các chị nha. Thank you.
Chị Kim Lan là chị Hoa Sương Rồng đây. Em xin chào chị ạ. Ôi em, mẹ em cứ nhắc bảo là lâu lắm rồi không thấy chị Hoa Sương Rồng vào xem. Chị sinh em bé chưa ạ? Chắc là sinh rồi nhỉ, chắc em bé phải được một vài tháng rồi nhỉ. Chị nhờ lâu lắm rồi không thấy tình yêu vào xem livestream của em. Em tưởng là quên em luôn rồi cơ. Nào chuyển qua mã kẻ là các chị nào. Em ở tuyên quan các chị nhá. 44 cân thì chỉ mặc quần S thôi. Đấy, nhớ chị nha, mẹ em nhắc suốt chị ạ. 44 cân chị mặc S thôi, chị Thùy Trâm ạ. 44 cân mặc S vừa rồi. Mặc mờ rộng. Đây, bỏ vào túi cái quần này. Thùy Trâm luôn. Bỏ vào túi, không còn trắng. Lấy ra rồi. Đây. Gần 7 tháng không mua đồ nhỉ em. Mẹ em hôm qua, mẹ em mấy hôm nọ cứ nhắc chị mãi luôn ạ. Tại vì bảo lâu lắm cứ không thấy chị vào xem. Đây nào các chị nào, chuyển qua mã này nào. Với lại là bây giờ chị đổi nick rồi ấy, nên là em cũng không biết. Chuyển qua mã này này các chị ơi, chuyển qua mã này đẹp cực kỳ luôn này. Đẹp cực kỳ luôn nhá, mã này chỉ có 55k thôi. Đằng sau là ren này, toàn bộ đằng sau là ren nhá chị nhá. Mã này em chỉ sale 55k luôn này. Đây, mã này em chỉ sale 55k nhá, toàn bộ đằng sau ren đẹp luôn. Mã này các chị tầm khoảng 54 cân quay đầu vừa này. 54 cân quay đầu nhá, chị nào lấy comment gen kẻ kèm số điện thoại cho em. Sắp đến chuẩn bị mua đồ nhà em rồi. Ok tình yêu nha, có gì ủng hộ em nhá chị nhá. Mẹ em. Nào, ai lấy áo này thì comment cho em nè. Dạo này về nhiều mã mới đẹp mà giá lại yêu thương lắm chị ạ. Đây nha, tầm khoảng 53-54 cân quay đầu này các chị nào. Ven đẹp luôn. Đấy, đằng sau ren đẹp luôn nhá, 55k nhá. Chị nào lấy kẻ comment kẻ kèm số điện thoại cho em nào. Chị Nữ Hồng nhận được hàng chưa ạ? Đây, ren quá đẹp luôn rồi các chị này. Quá đẹp luôn nhá, em đang sale là 55k. Chị nào lấy comment kẻ nào, kẻ kèm số điện thoại cho em nào. Quần em đang mặc có màu trắng này, màu kem này, màu nâu, màu rêu. Màu trắng, màu kem, màu nâu, màu rêu chị Bi Trang ạ. Nào có chị nào chốt mã này không? Chị nào chốt mã này thì nhanh tay comment nào. 55k thôi, kẻ đẹp luôn. Kẻ bao đẹp luôn nhá chị nhá. Ren này, các chị có thể nhìn phần phía sau của nó nhá. Ren siêu đẹp luôn. Đấy, rất là điệu luôn nhỉ. Nào ai chốt mã này nhanh tay comment nhỉ. Nhanh tay comment kẻ kèm số điện thoại nào. Mã này các chị 53-54 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 53-54 cân quay đầu thôi nhá chị nhá. Chị nào chốt mã này thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em này. Quá xinh luôn nhá tình yêu nhá. Chất phông mát lạnh luôn. Chất phông sướng luôn. Mạng kém quá. Mạng hôm nay mấy hôm nay hơi kém ạ. Mạng mấy hôm nay hơi kém, mọi người vào xem chia sẻ cho em nhá. Mạng mấy hôm nay hơi kém một chút xíu thôi. Mọi người vào xem chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Ai lấy nhanh tay nhá để em qua mẫu khác nhá. Mã này đẹp lắm mà các chị không chốt mã này cực, thực sự là quá tiếc luôn. Nguyên cái ren đằng sau này các chị này. Ren quá đẹp luôn. Áo von hoa em có nhá. Áo von hoa em cũng có bán ạ. Đổi qua mẫu khác này các chị này. Rồi ok, em chuyển qua mẫu khác cho các chị lựa chọn nhá. Chuyển qua von hoa nhá. Ai thích von hoa để em chuyển qua von hoa nè. Vừa rẻ và đẹp nhỉ. Mà hôm nay kém chị đâu xem được đâu. Rồi chuyển qua một số mã von hoa đẹp cho mọi người xem. Quần và váy đi em. Em like từng mẫu một cho mọi người xem cho thoải mái nhé. Em like từng mẫu một toàn mã đẹp thôi.
tập đi. Rồi tí em like quần giả váy. Đây nha các chị nha. Đây, mã này này các chị này. Mã này siêu đẹp luôn này. Áo báo nha, áo báo nha, lưng thun nha. Áo báo lưng thun này. Các chị mặc áo này nhìn chân rất là dài luôn. Em đảm bảo các chị mặc áo này nhìn chân bao dài luôn này các chị này. Đấy, quá đẹp luôn nha. Sale là 60k. Chị nào lấy comment báo kèm số điện thoại. Tập khoảng 5253 cân quay đầu mặc đẹp nhá chị nhá. 5253 cân quay đầu mặc đẹp này. Comment báo kèm số điện thoại cho em mã này lưng thun này, mặc chân dài cực kỳ luôn. Còn hai chiếc báo nhá. Còn hai chiếc báo chị nào lấy nhanh tay comment này. Chị Thu Hậu Nguyễn lấy một báo đúng không? Rồi ok, chị Thu Hậu Nguyễn một áo báo này, chị Thu Hậu Nguyễn có đơn này. Rồi ok, cho tôi chị Thu Minh một báo này. Quá xịn đẹp luôn nhá, quá xịn đẹp luôn, các chị không mua tiếc này. Thu Hậu Nguyễn. Đơn là chiều nay mình chốt ấy. Chị ấy đơn cũ mà. À lấy áo kẻ, không phải chị ấy lấy áo kẻ. Chị đổi áo kẻ nâu sang áo báo nhé. Nguyễn Bích Hằng đổi kẻ nâu sang áo báo. Rồi ok. Áo kẻ cho chị Thu Học Nguyễn một cái áo kẻ. Đổi kẻ nâu rồi. Ừ, sang áo báo. Rồi ok ạ. Thu Minh. Thôi không cần. Chị Thu Học Nguyễn lấy áo kẻ thôi. Chốt cho chị Thu Minh đi. Mai chị bỏ cho chị Học. Quần em mặc là chất thô chị ạ. Quần em mặc chất thô. Đây chuyển qua mã này này các chị này. Chuyển qua mã này này. Mã này siêu đẹp này. 52 cân quay đầu mặc vừa này. 51, 52 cân quay đầu vừa đẹp này. Quần em mặc quần thô chị Vi Trang ạ. Đây nha, áo hoa nha, hoa vàng này. 60k này, ai lấy comment hoa vàng cho em này. Hoa vàng kèm số điện thoại cho em này. 60k thôi này các chị này. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn nha, ai lấy comment hoa vàng. Rồi chốt áo kẻ cho chị Thu Hồng Nguyễn. Đây, tìm cho. Nào có ai lấy áo hoa vàng này không nào? 60k này mọi người chia sẻ like nhiệt tình lên cho em đi. 60k thôi nhá. Quá rẻ, quá xịn đẹp luôn. Đây, có ai chốt áo này không? Comment nào. Em ra một mã siêu phẩm nữa này. Em ra một mã nữa đẹp nhá mọi người nhá. Thì chị mặc quả này lên đẹp cực kỳ luôn. Hả? Màu đẹp lắm. Em đổi mẫu này. Đổi cho chị sang áo báo chưa? Đổi rồi nhá chị Nguyễn Minh Hằng nhá. Đổi rồi ạ. Đây, em chuyển qua mã này xịn đẹp chưa này các chị này. Đấy, quá xịn đẹp luôn. Mã này các chị 57, 58 cân vẫn vừa nhá. Toàn bộ cái chỗ này đính đá đẹp này. Đính đá siêu hot luôn nhá. Đính đá siêu hot luôn. Chị nào lấy comment hoa cho em. 57, 58 cân bao vừa. Bao từ 57, 58 cân quay đầu nhá mọi người nhá. 57, 58 cân quay đầu này. Đấy, quá xịn luôn nhá, bô rông nhá. Chỗ này bô rông này các chị này. Ai lấy nhanh tay comment hoa cho em nào. 120k sale còn 85 nhá. 120k sale còn 85k này. Màu vàng cơ nhỉ. 120 sale còn 85 này. Quá đẹp luôn nhá, xịn đẹp luôn. Đây, mặc lên màu vàng rực rỡ luôn này. Màu vàng mặc lên rực rỡ nhá chị nhá. Chất lụa bao đẹp, cúc ngọc nhá. Đằng sau là cúc ngọc này. Cúc ngọc nhá, hàng Hermes chuẩn đẹp luôn. Chuẩn đẹp luôn, chị nào lấy nhanh tay comment à.
Sale còn 85 nhá, 120k sale còn 85 nhá. Có cổ kiểu khác, có nhiều loại cổ nhá mọi người nhá. Chị Thu Minh chốt một hoa này, quá đẹp luôn. Chốt hoa cho chị Thu Minh nhá, quá đẹp luôn này. Áo này có nhiều màu nhá. Quần thì em có màu nâu, màu rêu, màu trắng, màu kem. Mà áo báo là 60k nhá chị Nguyễn Bích Hằng nhá. Áo báo 60k. Áo hoa này 120 sale còn 85 này. Áo hoa này 120 sale còn 85 nha. Chốt cho chị Thu Minh một hoa này. Quá đẹp luôn nhá chị nhá, hàng lụa đẹp luôn. Các chị nhìn đường kim mũi chỉ nó may rất là nét luôn nhá. Rất là nét luôn, các chị mua chỗ nào cũng phải 120 trở lên luôn. Đấy, em đang sale này. Có màu vàng và hoa này các chị này. Xinh không? Quá đẹp luôn. Quần em có đủ màu luôn. Quần đủ màu, màu trắng, màu nâu, màu rêu, màu đen. Đây nhá, áo này. Đấy, cái phần này là đinh nhá, đinh bán luôn, bán trực tiếp luôn này các chị này. Các chị có nhìn thấy, có thể nhìn thấy nhá, cái phần đinh rất là sáng luôn, đính rất là đẹp luôn này. Cúc đằng sau là cúc ngọc. Cúc ngọc luôn nhá. Cúc ngọc này rất là đẹp này, đấy. Mà chỉ có 85 cao thôi các chị, 57 58 cân bao vừa thoải mái luôn nhá. Từ 40 cân đến 57 58 cân bao vừa thoải mái này. Chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Chất von lụa cực kỳ mềm đẹp luôn nhá chị nhá. Cực kỳ mềm đẹp luôn. Nào có chị nào chốt mã này không ạ? 57 58 cân thoải mái vừa này. Người chị nào gọn cả 60 cân cũng vừa luôn, rất là đẹp luôn. Các chị nhanh tay đi nào. Mỗi màu em chỉ có một vài chiếc thôi, em mặc thử màu vàng này lên cho các chị xem nổi cực kỳ luôn. Chị Thanh Thanh Hường ơi, 120 sale còn 80k nhá, à 85k nhá. Đây, lên vàng đây, đẹp ngất ngây luôn. Các chị không mua thì quá tiếc, thực sự là quá tiếc luôn đấy. Quá tiếc luôn nhá các chị nhá. Chất von lụa đẹp luôn, chứ không phải là cái chất von sổ soàn đâu. Chất von lụa đẹp cực kỳ luôn đấy. Hoa 3D này, toàn bộ này những cái lan mã này là hoa 3D nhá, rất là xịn đẹp luôn. Đây, vàng đây này các chị này. Lên vàng này quá xinh luôn, mà nách của nó khoét không hề sâu nhá. Nách của nó khoét vừa phải luôn, các chị mặc rất là đẹp luôn. Đấy. Tay bắp tay, cái tay của em hơi bé chứ các chị mặc cái nó ôm vào đẹp lắm. Nào ai lấy thì comment nào, có vàng có hoa này. Có màu trắng nhá chị nhá, mã này có cả trắng luôn. Váy hoa hướng dương. À váy hoa hướng dương tí em bán, váy hoa hướng dương là 120. Các chị có váy thích váy hoa hướng dương không? Quần em mặc có đen nhá, quần em mặc có đen này. Em lấy đen cho các chị xem. Quần em mặc có đen, ai lấy áo hoa này comment. Quần này có cả đai cơ các chị ạ, à. Quần này có cả đai. Đen đây, đen mã này. 60 cân mặc được. Áo này 60 cân nếu mà người gọn thì mặc được nhá chị Thanh Anh Hường nhá. 60 cân người gọn thì mặc áo này đẹp luôn. Đây, quần có đen nhá, đen mã này có cả đai này. Mã này có cả đai luôn. Túi đai không biết để đâu. Đây, có cả đen nhá, mặc lên đẹp cực kỳ luôn. Quần nhà em hàng chất xịn luôn này các chị ạ. 80k một quần thôi, các chị mua ở shop nhá, em đảm bảo luôn 250 trở lên. Không bao giờ có giá dưới 250 luôn, hàng đẹp luôn. Chất vải xịn cực kỳ luôn, mã này có cả đai nữa. Đấy. Nào chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment nào. Áo em đang mặc 120 sale còn 85 nhá. Đấy. À nhà em không, nhà em sale rồi nhá chị Thanh Hường ơi. Sale rồi, giá quá chuẩn luôn. Giá quá chuẩn đẹp luôn. Đấy, có cả hoa trắng này. Hoa vàng, hoa trắng, hoa toàn bộ hoa 3D nhá. Toàn bộ hoa 3D chuẩn đẹp luôn. Đây, có cái màu hoa trắng này, đẹp ngất ngây luôn này. Đẹp ngất ngây luôn, chị nào không mua tiếc luôn. Em nói thật các chị không mua mã này tiếc luôn. Đấy, áo vải lụa chất cát hàn đẹp xịn lắm. Đấy, các chị mua hàng em thì bao đẹp luôn đây. Có cái màu trắng này. Chị xem quần màu rêu. Thôi ơi, ra lấy chị quần màu rêu ở cái cọc kia. Đây, màu trắng này các chị này. Đẹp lung linh chưa? Đấy, bên dưới cái màu kem đấy.
Đây, quá xinh đúng không các chị? Quá xinh luôn nhá. Quần có size, nhà em không miễn ship nhá. Nhà em không miễn ship ạ. Ship COD trên toàn quốc là 30k. Ai lấy áo này thì nhanh tay comment cho em. Quần thì có size SM. Quần có size nhá mọi người nhá. Hàng Quảng Châu đẹp luôn ạ. À. Đây, hàng Quảng Châu đẹp luôn. Cái cổ có chật, không chật. Không chật, thoải mái luôn nhá. Đây, thoải mái luôn, em mà còn rộng này. Có cúc đằng sau đây. Đây, thoải mái luôn. Chị Thanh Anh Hưởng lấy vào cho em xin số điện thoại. Thôi cho chị áo trắng, quần đen đi 57 cân. Đây, quần dê này. Em dỡ quần dê cho các chị xem. Những cái mã quần này có đai hết nhá mọi người nhá. Những cái mã quần này đều có đai hết. 57 quần thì em xem quần đen. Quần đen có size bao nhiêu? Quần đen có size S này. 57 cân cao mét bao nhiêu hả à? Chị Hào Vũ ơi. Chị Thanh Thanh Hường lấy áo vàng cho em xin số điện thoại. Quần có size SM. Size M đây, 57 cân cao 1 mét bao nhiêu? Vâng, chị cho em xin lại số ấy ạ. Tại vì là em nhiều có những khách như kiểu là có lúc đổi số điện thoại hay như nào ấy thì em không lưu số đâu, nên là chị cho em xin lại số nhá. Quần có size mọi người nhá. Màu đen thì có size SM này, em thử mã quần đen này cho các chị xem. Áo vàng chốt cho chị Hường này. Váy hoa hướng dương là 120 nhá mọi người nhá. Em thử quần đen này cho mọi người xem này, quần đen với áo trắng này nhá. 1m57. Rồi quần đen có size L để chỗ ghế. Quần đen này có mỗi SM thôi mẹ ơi. Xịn có thịt túi đai thôi. À em nhớ chị rồi. Chị ơi quần này không biết 57 cân vừa không ấy. Nếu mà gọn thì vừa. Đây, nếu mà gọn thì vừa này, em mặc quần này. Đấy, áo trắng quần đen nhá chị Hà Vũ này. Hôm nay em gặp chị rồi mà em thấy người chị cũng gọn mà. Chắc là vừa nhỉ? 65 cân không vừa ạ. 65 cân không vừa nhá các chị nhá. Xanh rêu có size ạ. Đây này các chị này, áo trắng này. Lên có xinh không cô chú? Không thấy đâu. Không, không cần. Đây. Quần này 57 cân không biết có vừa không? Hay là chuyển sang cái mã này này. Mã này em có size L này chị này. Mã này em có size L này. Chắc là chị mặc cái mã này size L vừa nhé. Em chuyển qua mã này size L cho chị nhé, chị Hà Vũ nhá. Áo trắng với quần đen mẫu này nhá. Quần đen mẫu này được không ạ? Quần đen mẫu này chị này. Áo trắng em đang mặc với quần đen mẫu này nhá. Chắc là vừa. Đây ạ, đây quần đen size L đây mã này. Em cho chị Hà Vũ quần đen size L mã này này. Quá đẹp luôn này. Đấy, nếu mà lấy thì ok cho em nhá. Áo trắng này nhá. Lên cả set xinh cực kỳ luôn. Quần là 80k nhá các chị nhá. Quần 80k thôi, quần Quảng Châu. Hay lấy rêu à, rêu cũng không còn lờ chị ạ. Rồi mai em chốt đơn cho chị Thu Hậu này. Rêu em cũng không còn lờ. Đây cái mã này đen đẹp này. Đấy, đây này chị này. Đen quá đẹp luôn. Với áo trắng này quá đẹp luôn. Em chốt chị cả set này đảm bảo xinh luôn. Chốt áo vàng chị Thanh Hường. Nào có chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Mã này em vẫn còn hoa này. Mã áo này em vẫn còn hoa này.
Đây, mặc áo này vẫn còn hoa xinh cực kỳ luôn. Ừ, không còn số đâu. Ghi tên. Không chỉ nguyên áo vàng thôi. Còn đen cái áo trắng cho người khác. Nếu mà chị Hà muốn lấy thì ok cho em nhá. Có ai chốt quần đen như em đang mặc không này? Quần đen như em đang mặc giá là 80k có hai size SM. Áo như em đang mặc thì có màu trắng này, màu vàng với lại hoa 3D, nó có rất là nhiều màu luôn, em mặc màu nào? Mọi người chốt giúp em nhé, tại vì nhiều màu lắm. Đây quần đen em đang mặc này các chị này, chất bao đẹp luôn. Có đai nhá. Giá là 80k một quần, có hai size S và size M. Size S dưới 50 cân và size M dưới 52 cân. Dưới 52 53 cân. Đây rất là đẹp luôn. Bao đẹp luôn, quần bao đẹp luôn nhá, cạp cao nhá. Quần cạp cao này các chị này. Quần cao cao xinh luôn mà chỉ có giá là 80k một quần thôi. Áo là 120 sale còn 85 này. Chị Hà Vũ nếu mà lấy ok cho em. Màu đen vừa đưa cho không ưng bụng chị thấy ngắm. Thế thì em cứ chốt áo trắng cho chị trước nhá. Chốt áo trắng này cho chị Hà Vũ đi. Chốt áo trắng này cho chị trước nhá, rồi quần đen. Nếu mà lấy mẫu nào, hoặc là em cứ chốt cái mẫu như em đang mặc cho chị, nếu mà không vừa thì đổi. Nếu mà không vừa thì đổi, tại vì là chị ngày nào cũng đi qua ấy. Có số mà 016555 à 0166550 đấy. Chị đọc cho. 0166550. Em 505688. Áo màu trắng 61 cân không vừa đâu các chị ơi. Người chị nào gọn thì chỉ 60 cân thôi, không thì chỉ 57 58 cân đẹp. Đây, có cái màu này rất là tây này các chị này. Màu như em đang mặc rất là tây luôn. Xinh không? Áo 120 chỉ sale khoảng 85k thôi nha mọi người nha. Áo 120 sale 85k này. Đấy, tây không này các chị này. Màu này quá đẹp luôn nhé, chị nào lấy thì comment hoa nâu cho em. Hoa nâu kèm số điện thoại cho em nhá. Hay cứ cho chị quần em mặc nếu không vừa đổi rồi. Ok, cứ cho chị quần như em đang mặc nhá. Nếu không vừa thì đổi, đổi thoải mái mà. Đây, ném cái quần này vào cho chị Hà Vũ này. Quần này đẹp mà. Đây áo em đang mặc, màu em đang mặc cũng đẹp này. Đâu có chị nào lấy màu em đang mặc thì comment hoa nâu này. Hoa nâu nhá, màu này quá tây luôn này. Màu này quá tây luôn, chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Mỗi màu em chỉ còn một vài chiếc thôi. Em đang sale nhá. Sale 85k, mỗi màu chỉ còn vài chiếc rồi. Ok cho chị Thùy Trâm áo này này. Chị Thùy Trâm một chiếc này, bao từ 40 cân trở lên. Quá xinh luôn, quá đẹp luôn này. Chị nào lấy comment hoa nâu kèm số điện thoại cho em nào. Nhanh tay nào các chị nào, mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. 85k dành cho các chị chia sẻ live stream, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Nào ai lấy áo em đang mặc nhanh tay comment này. Hoa nâu kèm số điện thoại cho em nào. Mọi người xem có rõ không, hôm nay mạng hơi bị lag. Mạng hôm nay hơi bị lag chút xíu. Đây có cả màu này nữa này các chị này. Màu này nữa nhá. Toàn màu đẹp thôi, toàn màu vừa đẹp vừa xinh thôi. Ly ơi cái áo hoa 60k chiều nay tớ đặt đừng giả nhé, tớ vẫn lấy. Đấy. Dạ rồi ok chị Hải Nguyệt, nếu mà lấy gì thì cứ comment nhá, cứ comment đây. Mã em đang mặc đây rất là đẹp đây. Mã em đang mặc bao đẹp luôn. Mà các chị mà không mua mã này thực sự tiếc này. Mã này xinh lắm. Xinh cực kỳ luôn. Mà em sale rẻ. Các chị mua shop khác em đảm bảo luôn không bao giờ có dưới 120 luôn cái hàng này ấy. Hàng này là hàng lụa đẹp nhá.
Hàng này là hàng von lụa đẹp chứ không phải cái loại von phột soạt. Đấy, em đảm bảo luôn, von lụa đẹp các chị không bao giờ thất vọng về cái hàng này em luôn. Đảm bảo các chị luôn nhá. Mọi người mua hàng nhá, cái mã này em bao đẹp luôn. Cái nào đẹp thì em bảo đẹp nhá, cái nào rẻ thì là em bảo chất nó bình thường nhá. Cái này chất bao đẹp luôn, quá xinh luôn, mà đáng đồng tiền bát gạo nhá các chị nhá. Đáng đồng tiền bát gạo luôn. Chỉ có 85 cao thôi mà các chị từ 40 cân đến khoảng 57, 58 cân quay đầu vừa thoải mái luôn. Đấy, mặc lên nhìn xinh lắm, dễ phối đồ nữa. Cái áo này các chị dễ phối nhá, rất là dễ phối, các chị mặc với chân váy cũng được này, mặc với quần short cũng được. Đấy, rất là dễ phối đồ luôn. Mọi người không mua thực sự là tiếc, thực sự là tiếc luôn. Em đổi mẫu nhá mọi người nhá, em đổi mẫu này. Đây, chuyển qua mã phông Gucci này. Mã phông Gucci này nhá chị nhá. Đây, mã này có đẹp không này các chị này. Mã phông Gucci bao đẹp luôn. Các chị tầm khoảng 51, 52 cân quay đầu nhá. 51, 52 cân quay đầu mã Gucci này đẹp này. Sale là 50k nhá. Theo mã này 50k, comment Gucci nhá, comment phông hình kèm số điện thoại cho em. Phông hình kèm số điện thoại cho em này, sale 50k. Em xin chào chị Trà Lành, áo đang mặc bao nhiêu? Áo còn màu nào nữa không? À, áo hoa em đang mặc vừa nãy nhá là 85k. Sale 85k nhá. Không mua là tiếc cả cuộc đời luôn đấy các chị ạ. À, mã này quá đẹp luôn. Em ơi, dập hết không? Mày không thể phải bút cho mày. Có phải cái miếng này dập hết cái này rồi. Đây, em có cái hoa này này. Hoa này đẹp này. Hoa như em vừa mặc này các chị này. Không dập cái áo gì mà quả đáng không? Đây, hoa này đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Mày trở thành con cá mè. Đây ạ. Quần em mặc 41 cân vừa không? 41 cân vừa nhá chị Hà nhá. 41 cân thì chỉ mặc S thôi. Quần 80k có đai. Quần 80k đẹp cực kỳ luôn. Có S nhá. Quần em mặc, chị mặc vừa đấy. Đây, màu hoa vàng này, hoa màu đỏ này. Em đảm bảo các chị không mua cái mã này tiếc cực kỳ luôn. Một chiếc áo quá xinh mà giá lại còn quá rẻ. Cái to mấy. Hôm nay làm kiểu gì ăn đấy, dán à? Con lấy hẳn 10 cân. Áo Gucci đi em đang mặc đấy các chị này. Áo Gucci này nhá. Em sale là 50k dành cho những ai chia sẻ live stream này. Quần em đang mặc có cả màu xanh neo lẫn màu đen, màu trắng, màu kem. Chị Ngọc Liên Nguyễn lấy cái nào ạ? Chị Ngọc Liên Nguyễn lấy áo như em đang mặc thì comment phông hình kèm số điện thoại cho em. Vừa nãy chị có chốt mã màu vàng nhưng mà không cho em số điện thoại, em không có thể chốt được đâu nhá mọi người nhá. Mọi người chốt phải cho em xin số điện thoại thì em mới chốt được cho các chị. Đây, quần này xanh rêu đẹp cực kỳ luôn, để em mặc xanh rêu cho chị xem nhá. Xanh rêu lên xinh lắm. Thì em toàn mã đẹp thôi, toàn mã xinh lung linh. Mà sale rẻ ơi là rẻ. Có bộ hôm nọ chị gửi cho em không? Mã bộ này hết rồi chị ạ. Có hai dây đen để mặc bên trong không Ly ơi. Có hai dây kẻ thôi chị Giang ơi. Chị Giang nhận được hàng em gửi chưa? Chị Gia Biu nhận hàng em gửi chưa? Áo hai dây chỉ có kẻ thôi. Em không có áo màu đen. Ai lấy áo này thì comment nha. Các chị có thích váy không để em cô chuyển qua váy nào.
váy xinh nhá mọi người nhá. Chúng con một chút mã váy đi cho đổi không khí đi. Mẹ ơi, đập cái quần này cho tôi. Quần Becky đi, ok. Quần 61kg bật được không? 61kg thì chắc không vừa rồi chị Dăm Bông ơi. Đây nào các chị nào, chuyển qua này. Chuyển qua cái mã váy nhá. Hoa hướng dương, hoa mặt trời này đang làm mưa làm gió luôn này các chị này. Đây cái mã này đang làm mưa làm gió trên thị trường luôn. Nhà em có cả màu đỏ luôn nhá. Ui xinh cực kỳ luôn. Đây mã váy hàng lụa đẹp luôn nhá. Hàng Quảng Châu lụa đẹp luôn. Hàng loại 1 nhé các tình yêu nhé, hàng loại 1 luôn. Đây, mã này đang làm mưa làm gió luôn này các chị yêu này. Bầu bí bon chen thoải mái nhá. Mã này thì kể cả 65 cân quay đầu mặc vẫn vừa. Em có vàng và đỏ nhá, giá là 120 một váy. Chị nào lấy nhanh tay comment, hàng loại 1, hàng lụa loại 1. Chị Thanh Tâm muốn xem áo phông sau màu gì ạ? Hàng lụa loại 1 luôn này các chị này. Hàng lụa loại 1 bao đẹp luôn. Đấy, bao đẹp luôn nhá. Giá là 120 một váy bao kể cả 65 cân các chị cũng có thể vừa. Bầu bí bon chen thoải mái luôn, em ơi xinh cực kỳ luôn này. Xinh lắm nhá mọi người nhá. Đây ai lấy comment nhanh tay nào. Đây chụp chụp chị anh. Bỏ bỏ gắn kia ra ngặt. Nào ai lấy nhanh tay comment nào. Nhanh tay comment bao đẹp luôn. Váy này là 120 nhá. Phong hình Gucci rồi ok cho chị Ngọc Linh Nguyễn này. Chị Ngọc Linh Nguyễn có lấy cái màu vàng lúc này không? Em có nhiều loại váy lắm. Màu hồng hai bên dưới. Đây cho chị Ngọc Linh Nguyễn. Đây màu hồng hoa bên dưới đây chị Thanh Tâm này. Đẹp mà. Đây chất phông gip nhá. Chị Thoa cay đi nhé. Em không thấy chị Thoa hôm nay vào xem. Hay là hôm nay em nó không hiện lên nhỉ. Mình sẽ có không nhiều không phải này nhỉ. Em không nhìn thấy chất đống lên này à. Nào có ai lấy cái mã váy này không nào. Mã váy này các chị hỏi quá trời luôn này. Em ở Tuyên Quang nhá chị nhá, em ở Tuyên Quang. Ai chốt mã váy này nhanh tay comment nào. Em có hai màu vàng đỏ này. Siêu xinh luôn. Em cao 1m6 nặng 50 cân nhá các chị nhá. 1m6 nặng 50 cân nào. Em xin là chị Bích Bộp ạ. Chụp lại ơi, chụp lại. Nào bao đẹp luôn đấy thì này đuôi cái á. Vậy xinh xinh nhỉ. Xinh cực kỳ luôn. Các chị nếu mà không thích váy này em qua mẫu nhá. Áo phông bên trên, áo phông toàn bộ cái dãy bên trên là 55k. Áo phông toàn bộ dãy bên trên là 55k, dãy bên dưới là 65k. Quần đùi đuôi em còn nhá, quần đùi đuôi còn đủ màu luôn. Váy này là 120, hàng loại 1 nhá mọi người nhá. Các chị có thể nhìn gần chất này, lụa đẹp này. Lụa đẹp luôn. Đây hàng loại 1 xịn luôn nhá. Hàng loại 1 nhá, váy này nó có nhiều loại lắm các chị ạ. Hàng loại 2, loại 3 thì em chỉ bán các chỗ khác vẫn bán 130, 140 luôn nhưng mà em chỉ bán 7-80 thôi nhưng mà hàng loại 1 em không lấy. Tại vì hàng loại 1 chất nó không đẹp. Em bán là phải bán hàng đảm bảo cho các chị. Đấy
Váy này thì là free size, một size từ 40 cân thì các chị kể cả 60, 50, 60 cân vừa hết. Tại vì hàng này là dáng đuôi cá ấy, dáng rộng thoải mái luôn. Đấy, chị nào lấy nhanh tay comment có màu đỏ với màu vàng. Váy xẻ Chanel em có. Quần Gucci đen trắng đăng ảnh có chưa? À có rồi chị Hạ Thương ơi. Đây đúng không? Các chị hỏi mẫu quần này đúng không? Tí em like nhá, bét ghi nhá. Chốt cho tớ cái vàng rồi, ok, chốt cho chị Giang Nguyễn cái vàng. Chị Giang Nguyễn nhận được hàng em gửi chưa? Váy này là 120 chị Thanh Thanh Hương ơi, hàng loại 1 nhá. Hàng loại 1 bao đẹp này. Chị Giang nhận được hàng em gửi chưa ạ? Đây hàng loại 1 bao đẹp luôn. Xịn đẹp luôn này. Có màu đỏ với màu vàng nhá chị Thanh Anh Hường nhá. Hàng loại 1 nhá, em bán hàng loại 1 nhá, còn hàng loại 2, loại 3. Nhận được vừa lia đẹp lắm. Ai gọi nhỉ? Đây nha, còn vàng với đỏ nhá. Còn vàng với đỏ này, ai lấy thì comment này. Chị không lấy áo vàng nữa, chị lấy váy em đang mặc màu vàng rồi. Ok, cho chị chốt cho chị Ngọc Linh Nguyễn một váy vàng này, quá đẹp luôn. Cho chị một chân váy bò lúc trước size M nhé. Chân váy một quần bò, một quần bò chân váy, quần bò chân váy nào nhỉ? Là cái mà quần bò váy ấy. Bò váy chị đã mặc rồi. À, quần bò váy đúng không? Chị bích bột bao nhiêu cân? Đây cho chị Ngọc lên gọi váy vàng. Chị bích bột bao nhiêu cân ấy nhở? Để em lấy size cho. Đây, quần này đúng không chị Bích Bộ? Có phải quần này không? Bao đẹp luôn em ơi, mã quần này xinh lắm, mã quần này vừa về luôn này. Toàn hàng hot thôi nhưng mà hôm nay mạng kém quá nên là em không, nên là nhiều mẫu không like được cho mọi người xem. Em sẽ like dần dần nhá mọi người nhá. Đây, màu đỏ này các chị này. Có ai lấy đỏ không nào? Em ơi, đỏ đen cũng xinh cực kỳ luôn này. Còn một chiếc đỏ chị nào lấy nốt đi, 120 này. Còn một chiếc đỏ này. Váy em mặc là 120 hàng loại 1 chị Hường ơi. Đây quá đẹp luôn. Thưa chị thấy đọc luôn. Tí cái này xem lại rồi chị nhìn đi đây. Nào có ai lấy đỏ không nào? Có ai lấy đỏ comment đỏ cho em nhá. Để em qua mẫu. À 50 cân thì chị mặc S thôi nhá, chị bích bột nhá. 50 cân thì chị mặc S thôi, không đến mặc đến M đâu. Tại vì cái chất này ấy, vì tại sao? Tại vì nó rất là co giãn nên là 50 cân thì không bao giờ mặc đến M ở đây này. Các chị này, quá sướng luôn nhá. Quần này em đang sale là 140k đúng không? Đúng không? Đấy. À L chứ, 50 cân mặc L chứ. S hoặc L. S mới được. 50 cân 1 mét mấy hả chị? Chị bích bột 50 cân mét mấy nhỉ? Cứ ghi cho chị bích bột cái con này nè. Có số bên trên này. Chị đọc xong. Chị nào lấy váy đỏ này comment này. Không, 1652 1652 70263. Cho chị một áo phông màu trắng và màu vàng. Chị Trần Lơ. Màu trắng với màu vàng mã bên trên này đúng không chị? Chị Trần Lơ ơi, có phải mã màu trắng màu vàng bên trên này không? Thì cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại nhá chị Lơ nhá. Váy em đang mặc là sale là 120 nhá. Chị nào lấy nhanh tay nhá.
còn duy nhất một chiếc đỏ. Quá đẹp luôn ý, quá xinh luôn và em mặc. Rồi đổi chị Ngọc Linh với màu đỏ. Đổi chị Ngọc Linh với màu đỏ đưa màu vàng. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Váy vàng này vẫn còn một chiếc này, ai lấy comment nốt này. Em đổi rồi nhá tình yêu nhá. Quần bò vừa xong đây chị Huệ này. Rồi ok tôi cho chị Trần Lơ một vàng một trắng. Em rút ở đây. Chị này mua rồi mà. Có váy biển không? Có váy đi biển á chị? Đây váy đi biển á chị, mặc cái mã maxi này này, quá xinh luôn này chị này. 99k mã hoa anh em mặc nhá. Mã hoa anh em mang mặc 99k này có đủ màu luôn. Mã hoa này có nhiều màu. Em nhiều váy lắm nên là các chị nha. Các chị yên tâm toàn mã váy đẹp thôi. Biển này em bao phun nhà luôn, nhiều mẫu lắm. Đây mã nhen đang mặc này, quá đẹp luôn, đi biển quá đẹp luôn nhá. Chỉ 99k thôi nhá mọi người nhá. Vậy có lá dừa. Vậy lá dừa đây. Ôi lá dừa cũng có. Hoa dừa cũng có luôn. Lá dừa, hoa dừa, các kiểu dừa. Đây nào, các kiểu dừa nào. Mã này hàng ra ra chuẩn đẹp luôn. Đây em thử cái mã dừa này cho mọi người xem. Mã dừa chuẩn ra ra nhá. Mã dừa chuẩn ra ra có sai. Kéo lên. Lụa. Đây, mã dừa chuẩn ra ra đây. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha, có dừa đỏ với dừa vàng nha các tình yêu nhá. Dừa đỏ, dừa vàng này. Dừa đỏ, dừa vàng nhá, chuẩn da da xịn đẹp luôn. Quá xinh luôn đúng không các chị? Quá xinh luôn này. Đấy, mã này là 195k, hàng da da đẹp nhá. 195k da da đẹp. 195k hàng da da loại 1 đẹp này. Nhà em bán hàng loại 1 xịn đẹp luôn, có size nhá chị nhá. Còn cái hàng mà cái hàng không size thì rẻ thôi, đây. Có chứ. Đây chuẩn đẹp luôn, đây hàng có size, bao có size này, có cả đỏ vàng này, quá xinh luôn, tay cánh tiên nhé tình yêu nhá, tay cánh tiên luôn. 195k, chị nào lấy nhanh tay comment có hai size M với L nhá mọi người nhá.
Mã này có M với L này. M thì các chị tầm khoảng 52 cân quay đầu này, 52-53 cân quay đầu nhá. Hàng loại 1 nhá chị Hường nhá, hàng này hàng loại đẹp. Còn cái hàng rẻ thì chỉ có 90.000 thôi. Cái hàng rẻ của loại này chỉ có 90.000 thôi. Nhưng mà các chị phải nhìn này, nó may rất là đẹp luôn này. Đấy, đấy nó may cổ nhá các chị nhá, cổ gập rất là đẹp luôn. Các chị có thể nhìn nhá, các chị nhìn hàng loại 1 thì các chị biết. Còn cái hàng là 90k ấy thì nó mỏng dính luôn, mỏng dính luôn, không bao giờ may dập cổ như thế này. Đấy mọi người này, may như thế này cơ mà. Đấy, khóa nhá, khóa giọt lệ đẹp luôn. Xếp ly đằng trước, đằng sau. Hàng đắt, hàng này là hàng đắt, hàng này em phải nói trước với các chị là hàng này hàng đắt. Đấy, đẹp cực, nhà em bán hàng loại 1 mà. Nên là nhưng kể cả những cái váy hoa Hường Vương này hàng loại 2 chỉ có 70-80k thôi. Nhưng mà em không bán hàng đấy, tại vì là bán cho các chị em phải đảm bảo chất cho mọi người mua lần này còn lần sau. Nếu mà các chị mua nếu mà các chị mua cái hàng ấy mỏng lắm, mỏng mặc mấy hôm nó vốn gió. Vàng này em vừa thử rồi, nếu mà chị lấy vàng hoa Hướng Dương đằng sau thì comment cho em nhá. Đây có chị nào lấy mẫu này không này, có chị nào lấy mẫu này thì comment cho em nhá. Chị ơi chất này là chất lụa đẹp luôn, chất như kiểu là chất cát hàn ý, đây là chất cát hàn nhá, chất cát hàn đẹp luôn. 195k hàng Zara loại 1. Đây là hàng loại 1 nhá các chế nhá mọi người. Mọi người nhìn này, hàng loại 1 này có size, hàng này có size nhá. Còn cái hàng không size thì rất là rẻ luôn. Hàng không size thì rất là rẻ. Với lại hàng không size nó không bao giờ may cổ nó may dập như thế này luôn này các chị này. Đấy, không bao giờ may đẹp như thế này nhá. Nên là mọi người chú ý cho em này. Cái mẫu này là mẫu hàng loại 1 này. Đấy, rất là đẹp luôn, chuẩn đẹp luôn, thì nó sẽ up ảnh cho mọi người xem. Đấy, em mặc size M đấy, em mặc size M nó rộng thoải mái đấy chị này. Đấy, em chỉ mặc S thôi, em mặc size M rộng thoải mái. Size M 52-53 cân nhá, 53-54 cân vẫn vừa luôn. Size L thì các chị tầm khoảng nếu mà các chị cao 57-58 cân. Còn tùy nếu mà các chị gọn thì chắc là đây nhá chị nhá, 195k. Chị thường lấy vàng như em đang mặc hay là vàng hoa Hướng Dương comment cho em ạ. Vàng như em đang mặc thì comment là vàng dừa nhá, còn đằng sau là vàng hoa nhá. Váy hoa mặc lúc trước hoa váy đen ý là 99k đấy Thuy Nguyễn ơi, váy đen 99k. Nào có ai lấy váy này thì nhanh tay comment nào, có hai size nhá, ML này các chị này. Có hai size ML này. Đấy rất là đẹp luôn. Đấy. Bao đẹp luôn, hàng xuất bao đẹp luôn, layout nhá. Hàng này là hàng layout này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cánh tiên nha mọi người nhá. Còn các shop khác cũng bán nhưng mà bán loại rẻ hơn ý, thì chỉ có 99k thôi. 99k nhá, em đã tham khảo giá thị trường rồi các chị yên tâm. Rồi ok, chốt cho chị Thanh Thanh Hường vàng vừa size L nhá. Chắc là chị mặc size L vừa đây. Hàng đẹp của nó đây, chốt vàng vừa cho chị Thanh Thanh Hường này. Chị yên tâm, chị nhận được hàng em đảm bảo chị không bao giờ thất vọng đâu ạ. Đây tay cánh tiên này, máy xếp ly rất là đẹp luôn. Nào chị nào lấy váy như em đang mặc nữa không nào? Chị nào lấy comment nào. Còn có một loại nữa thì rẻ thôi, nó có nhiều loại lắm, váy này thì có nhiều loại. Có size ạ, có size nhá mọi người nhá. Váy như em đang mặc size M và size L ạ. Size M và size L này các chị này. Chị nào chốt váy này được không để em qua mẫu ạ. 55 cân thì mặc size M nhá chị nhá, 55 cân mặc M. Em đang mặc thoải mái luôn. Rộng rãi thoải mái. Hoặc là mặc đỏ này. Đây thử đỏ cho mọi người xem em có đẹp không này. Lên chất nhất luôn. Đây. À, chụp cái ảnh gì để mang chị nào. Mẫu này có cả đỏ nhá chị nhá. Đừng lại. Em thử đỏ cho mọi người xem. Ai lấy vàng thì comment vàng nhá. Em thử đỏ cho mọi người xem này. Nhà chị đi không ăn gì ăn. Em chị để gọt dừa để cho nó thơm. Thơm hết cả nhà luôn. Đây.
ơi, màu đỏ lên nổi không này các chị này, màu đỏ lên quá nổi luôn này. Thằng gì đã về chắc phải chơi đến 10 phút mấy khi đấy, lên dáng lên form quá chuẩn luôn. Chị nào lấy đỏ comment đỏ nhá, vẫn còn đủ đỏ với vàng nhá. Em vẫn còn đủ đỏ với vàng cho các chị luôn. Có bộ đồ 3D. Bộ đồ 3D là bộ kiểu gì ấy chị Ngọc Thủy ơi? Xem in thì ta thấy chị đi đứng in tạo dáng này, tao chắc là tao không. Chị nào lấy đỏ comment đỏ này để em qua mẫu nhá mọi người nhá. Váy này quá xinh luôn, quá xinh. Để đấy mai đăng. Chuyển mẫu nhá mọi người nhá, em chuyển qua một set này, set ren này. Đây nha, em chuyển qua mã này này các chị này. Đây, chuyển qua set ren quá đẹp luôn. Đấy. Áo ven nhé các chị nhá. Áo ven này. Áo này các chị tầm khoảng 53-54 cân quay đầu nhá. 53-54 cân quay đầu vừa thoải mái này. Áo ven này có màu nâu, à màu nghiêm đang mặc là màu be nhá. Màu be này, màu trắng và màu đen nhá. Áo đen, áo da này. Quần legging em có ạ. Quần legging em có nhá. Màu trắng, màu đen và màu be. Váy này chất u mì chị Huệ ạ. Đây, áo này có màu trắng, màu đen và màu be này. Chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Áo thì 90k một áo. À, áo này là 100. Quên mất. Áo này bầu mặc chắc là không được đâu chị ạ. Cái này chỉ không bầu thôi. Bầu thì mặc váy cho mát chị ạ. Đây. Đấy, chị nào lấy nhanh tay comment nhá, 100k nhá, hàng ren đẹp nhá. Hàng ren đẹp cực kỳ luôn. Màu be mặc đây. Đây màu trắng này. Ai lấy be thì comment be, lấy trắng thì comment trắng. Hàng đẹp luôn, hàng ren của nó đẹp lắm nhá. Ren xịn luôn đấy ạ.
Có chị nào chốt mã này không nào? Có cả đen nhá. Mẫu này em có cả đen luôn. Màu trắng, màu be với lại màu đen. Mã này 53, 54 cân quay đầu vừa. Máy này không ngắn đâu nha các chị ơi. Đây áo ren này có cả đen luôn. Mã này từ 40 cân đến 53, 54 cân nhá. 54 cân nếu mà các chị gọn thì 55 cũng có thể mặc vừa. Có ai chốt áo ren này cho em không? Áo ren siêu hot đây các chế này. Váy chị Hương muốn mua váy gì nữa là để em like nào. Đây. Màu đen rất là sang luôn. Đấy. Màu đen mặc cực kỳ sang chảnh luôn. Có chị nào lại áo ren này không ạ? Chị Thuy Nguyễn áo đen. Cho em số điện thoại chị ơi, comment cho em xin số điện thoại. Để em chốt nhá. Cho chị xin. Đừng đợi cũng là không nó khô hết mực đi ấy. Chị lấy đen cho em xin số điện thoại nhá, 100k thôi, hàng đẹp luôn. Chuẩn đẹp luôn. Mã này 53, 54 cân quay đầu thôi nha các chị nhá, 53, 54 cân quay đầu này. Áo von hoa, áo von hoa rồi ok, em like từng mẫu một cho mọi người chọn thoải mái. Đen em hết rồi. Đen em có một chiếc chốt cho chị... Chị Thuy Nguyễn cho em số điện thoại. Em còn trắng này. Trắng be này các chị này. Nào có ai lấy trắng không nào? Chưa lấy cho. Chị Nguyễn cho em số điện thoại để em chốt nhá. Đây đây qua cái váy mã váy phi gỗ này. Đây chị Hương có thích cái mã phi gỗ này không này? Cũng dừa luôn đây nhưng mà hàng này rẻ hơn này. Rồi có số điện thoại đấy. Đây chuyển qua cái mã khuy gỗ này các chị này. Đây mã này thì rẻ này các chị này. Mã này thì chỉ có 120 thôi. Mã không sai này thì rẻ này. Đây, mã không sai này rẻ nhá, chỉ 120 nhá. Có màu hồng và màu xanh. Có màu hồng và màu xanh nhá các chị này. Đây, màu hồng và màu xanh. Mã không
không không sai thì rẻ thôi. Hàng này chỉ có 120 nhá mọi người nhá. Ai lấy comment cho em chất lụa nhá. Chất của nó cũng là chất đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà hàng này rẻ hơn hàng kia. Chất lụa. Em có màu hồng với màu xanh này. Hồng với xanh nhá, ai lấy thì comment này. Comment kèm số điện thoại cho em. Đó. Comment màu kèm số điện thoại cho em để em chốt nhé. Có ai chốt mã này không nào? Không ai chốt mã này để em qua mẫu này. 120k nhá, 120k hàng. Hàng loại 1 đẹp. Đổi mẫu nha mọi người nha. Đây chuyển qua mã này, còn quần giả váy chất umi có hai hàng cúc. Em còn chị Huệ ơi, nhưng mà cái hàng đấy em chỉ còn size bé thôi. Hàng đấy em chỉ còn size bé thôi. Đây chuyển qua cái mã này này các chị này. Mã này này thì là maxi. Maxi chân dài này. Đây nhá, maxi chân dài này các chị này. Có màu vàng với màu đỏ nhá. Màu vàng với màu đỏ nhá, kể cả mà không bệt vai cũng được này. Đây, maxi chân dài đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Có vàng với đỏ nhá mọi người nhá. Ai lấy thì comment nha. Mã này các chị chắc tầm khoảng 60 cân vẫn vừa mất. Đấy, mà không bệt vai cũng được. Đẹp cực kỳ luôn. Mã này là 140 này. Mã này 140 nhá. Váy cho người ngắn thấp có, em có ạ. Size M em hết rồi chị Huệ ạ. Đẹp quá luôn, mã này đẹp quá luôn. 140k nhá mọi người nhá. Chất đẹp cực kỳ luôn. Váy dừa thì em chỉ có mẫu đấy thôi. Mẫu đấy, mẫu dây thôi. Còn chủ yếu là hoa chị ơi. Còn chủ yếu là hoa. Chị lấy luôn cả con dừa đỏ đi. Lấy một con dừa đỏ, một con dừa vàng đi. Đẹp mà. Lấy luôn con dừa đỏ này này, hàng đẹp mà. Em bán là đã là quá rẻ rồi. Lấy luôn con dừa đỏ này nữa đi. Hàng đẹp, hàng chuẩn đẹp luôn. Bao đẹp luôn. Các chị em chắc chắn các chị khi nhận hàng không phải thất vọng về chất luôn. Đấy, maxi như em đang mặc nha. Maxi quá đẹp luôn. Có chị nào lấy maxi này không nào? Váy dừa đỏ bao nhiêu? Váy dừa đỏ là 195k nhá chị nhá. Hàng loại 1 có size ạ. Hàng da da loại 1 có size này mọi người này. Đây, 195k có hai màu đỏ với vàng nhá. Màu này đẹp luôn, hàng này là hàng may out đấy mọi người nhá. Hàng này đẹp luôn. Đấy, chuẩn đẹp luôn. Đây các chị có thể nhìn này.
Hàng có size luôn, đẹp luôn, cổ nhá, cổ may đẹp này các chị này. Tất cả đều may rất là xịn đẹp luôn. Đấy, đằng sau có khóa nhá. Hàng này là hàng loại 1 thì nó đắt hơn, còn hàng thường thì chỉ có 100 đến 120 đúng không các chị ạ? Hàng thường chỉ có 100 đến 120 thôi, là hàng không size á. Hôm nay em thấy mấy shop bán 180 nhưng em mua quen của chị. Vâng, nhưng mà cái hàng này hàng đẹp chị yên tâm. Hàng này hàng đẹp nhá, chị yên tâm nhá. Có váy phông xuông không gái ơi. Hàng nhà em hàng loại 1 luôn đấy. Các chị có thể xem này, hàng loại 1 luôn, chuẩn đẹp luôn. Váy phông xuông em có á. Và hoa to là 120 nhá chị Trang nhá. Và hoa to này là 120 này. Hàng ra ra này các chị mua ở các shop khác phải hơn 200, em đảm bảo luôn các chị làm phải mua hơn 200 luôn. Nếu mà chuẩn hàng nhà em ạ. Rồi em biết rồi, tại vì khách quen mà. Chị yên tâm, chị nhận được hàng chắc chắn là sẽ không thất vọng đâu. Đấy, nếu mà chị mua quen hàng nhà em thì biết đấy, tất cả đều là hàng chất đẹp luôn. Tại vì là em không bao giờ lấy những cái chất xấu cho mọi người đâu. Cái nào bảo chuẩn đẹp thì em bảo chuẩn đẹp cho các chị yên tâm. Đây, váy như em mà có đỏ với vàng này, có chị nào chốt cái mã này thì comment nha. Mã này có đỏ với vàng này các chị này, maxi nhá. Váy này maxi này, các chị đi biển đi chơi ok này, quá xinh luôn. Ai chốt mã này thì comment nhá, 140k nhá mọi người nhá. Toàn bộ hàng đẹp luôn. Rồi ok, em chuyển qua một phố mã khác này. Baggy nhá, mọi người có muốn mua baggy không nè? Baggy với áo sơ mi nhá. Toàn là váy hoa đẹp thôi. Qua mẫu vòng xong đi. Đây đổi mẫu này các chị này. Sơ mi dài tay hiện tại là chưa có sơ mi dài tay đâu các chị ạ. Buộc cái này tay này là mấy chị. Hiện tại là chưa có sơ mi dài tay đâu nhá các chị nhá. Tại vì là bây giờ thời tiết vẫn còn đang rất là nóng ấy, nên là em chưa lấy sơ mi dài tay. Chủ đây bên này nữa, chủ yếu là chỉ có tay lỡ thôi. Đây nha, em bán quần nha, em đang mặc này. Quần nhen đang mặc đủ size S, M, L, XL luôn. S, M, L, XL nhá chị nhá. Đây, quần rất là đẹp này. Quần Betty mã rất là đẹp luôn nhá. Quần này có đủ size S, M, L, XL này các chị này. Đó. Từ 40 cân đến khoảng 55, 56 cân nhá mọi người nhá. 56, 57 cân mặc vẫn vừa này. Quần quá đẹp luôn, quần này có hai màu trắng và đen. 120 một quần nhá mọi người nhá. Các show khác toàn bán 150 trở lên nhưng em chỉ bán 120 một quần thôi này. Mã này em có trắng với đen nhé mọi người nhé.
Đây, trắng đây các chị này. Có trắng với đen nhá, quần chất rất là đẹp luôn. May dáng cực nét luôn nhá, 120 một quần này. Em đang mặc là mặc L. Có size L và size XL nhá. Có L và XL. Chị Hường Nguyễn XL đen này rồi, ok. Nó không phải là chất u mì đâu ạ, nó là chất gì các chị ạ? Nó là chất em không rõ là nó là chất gì, nó là loại mới, chất mới rất là đẹp luôn. Quần này là khóa hông này các chị này, khóa hông nhá. Chốt cho chị Hường Nguyễn một XL đen. XL đen cho chị Hường Nguyễn này. Đi ở bên ngoài vỏ cũng được. Đi là Hường Nguyễn. Đấy, quần này cặp khóa. Các chị tầm khoảng 45 cân thì mặc S, 50 cân à 47 cân thì mặc M. Rồi ok cho chị Ngọc Lan XL, XL đen này. Cho chị Ngọc Lan XL đen. Quá đẹp luôn. Đây em mặc màu trắng cho các chị xem. XL đen cho chị Phạm Ngọc Lan. Có đơn rồi. Đơn cũ, không phải đơn hôm nay. Đây em thử màu trắng cho mọi người xem. Chị ơi có váy nào bầu bí bon chen? Bầu bí bon chen mặc váy hoa sau được ấy chị ơi. Đây nhá mọi người nhá, lên trắng này. Trắng quá đẹp luôn. Đây. Trắng quá đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đơn cũ này này xem đi. Đấy. Gập bỏ vào túi. Đây gập bỏ vào túi. Gập y như này nhá. Đây nha các nha, trắng đây. Đấy. Quá đẹp luôn, chị nào lấy nhanh tay comment nhá, em vẫn còn đủ size nhá, SML trắng đen. Cho chị một cái đen nhé. Chị Thuần thì chắc là chị Thuần mặc M hay mặc L nhỉ? Chị Thuần bình thường là mặc M hay mặc L nhỉ? Rồi cho chị Thi Ốc áo em đang mặc. Chốt cho chị Thi Ốc này. 60k áo hoa. À, có đen nhá, 53 cân mặc được nhá, 53 cân mặc L nhá mọi người nhá. Chị Thuần mọi lần mặc gì nhỉ? Chị Thuần mọi lần mặc size gì nhỉ? Đây quá đẹp này các chị này. Quần em bảo đảm bảo quá đẹp nhá, 120 một quần nhá mọi người nhá, khóa hông này. Đấy 120 dành cho các chị chia sẻ livestream. Đây. Lên cả set luôn, em mặc L này, em mặc L rộng thoải mái luôn. Em mặc L rộng thoải mái luôn nhá. Chị Thuần. Thuần chắc chị mặc M thôi. Em chốt M cho chị nhá, chị Thuần nhá. Nào có ai lấy quần như em đang mặc không nào? Quần như em đang mặc này các chị nào. Đây, 120 một quần này. Lên bao đẹp luôn. Quần quá xinh luôn. Áo em đang mặc có màu đen với màu trắng. Áo em đang mặc là 55k nhá. 50k cho các chị chia sẻ like. Em không có Shopee ạ. Em gửi ship code thường thôi. Cho chị một quần 52 cân. Quần màu trắng hay màu đen là chị Thi Ốc để em lấy size luôn. Comment màu cho em. Áo co giãn mà chị. Quần thì không co giãn. Quần thì không co giãn. Chốt quần M cho chị Thuần này. Thuần mặc M. Chị Thi Ốc 52 cân thì mặc L. Cả chị Thuần này. Chị Thi Ốc một quần đen này. Em ơi đổi nốt áo cho, đổi nốt cho chị áo phông đen. Lấy quần này màu đen nhé. 44 cân. 44 cân thì không có size chị ơi. 44 cân quần này không có size nhá. 44 cân quần này không có size. Mông má có, thế thì 50, thế thì mặc size M thôi chị ơi. 50 cân thì mặc M thôi.
Đây, em mặc L là rộng này. L này thì tầm khoảng 52 cân. Đây nhá, em chỉ còn một L đen. Một L đen này, trắng này, ai là trắng này comment này. Trắng nha các chị, mặc với von hoa nhá, quá đẹp luôn, đảm bảo quá đẹp luôn. Có chị nào chốt trắng không? Lấy hẳn cái túi to Kitty. Chị Hằng ơi, mình một màu đen 46 cân, 46 cân hết size nhá các chị nhá. Quần này hết size M rồi, em chỉ còn size L thôi, đen chỉ còn L thôi. Đang bầu 5 tháng mặc được quần này không? Bầu 5 tháng. Rồi ok, quần đen em mặc chị Nguyễn Thị Mỹ Anh này, một L này với lại một áo trắng này. Rồi ok, chốt cho chị Nguyễn Thị Mỹ Anh này. Em hết quần đen nhá, quần đen thì không có size 46 cân đâu. Hết size 46 cân rồi. Hết quần đen này, còn quần trắng này các chị này. Nếu mà các chị 46 cân ấy thì tí nữa em mặc mã kẻ cho mọi người xem nhá. Có cái mã kẻ này đẹp lắm. Nguyễn Thị My Anh chốt rồi này. Có chị nào lấy quần trắng nữa không nè? Có chị nào lấy quần trắng không để em đổi mẫu quần trắng đẹp cực kỳ luôn, hàng Gucci nhá. Nãy bị văng ra ngoài, cho chị xem lại áo von. Áo von, chị ơi nhiều mẫu áo von lắm, em cứ lay từ từ cho mọi người xem này. Có chị nào lấy quần trắng hay không? Còn size ML này. Hết đen rồi nhá, còn trắng thôi. 120 một quần nhá, quần bao đẹp luôn. Đây như em đang mặc đây, bao đẹp luôn này. Đấy, quần bao đẹp luôn. Có chị nào lấy đi comment nhá. Hết đen rồi chỉ còn trắng thôi. Các chị nhiều đen rồi có thể đổi sang trắng đi. Gucci này, hàng Gucci này. Nhiều đen rồi thì các chị đổi sang quần trắng. Có chị nào chốt trắng không nè? Có chị nào chốt trắng thì comment để em đổi sang cái mã này cho mọi người xem. Trắng quá đẹp luôn mọi người nhá. Trắng không đẹp lắm mọi người, nhiều đen rồi, đổi trắng đi. Áo ren sát nách lúc nãy. Đây áo ren đây. Chị Huệ ơi hết đen rồi còn trắng thôi. Quần hết đen rồi nhá, có chị nào lấy trắng thì comment. Đen thì ngày mai ngày kia em lại về này. Đây áo ren sát nách này. Đen thì ngày mai ngày kia em lại về đen. Em mặc thử cái mẫu này cho mọi người xem. Cũng đẹp cực kỳ luôn. Ngập cái này nó dữ. Đây các chị chuyển qua cái mã kẻ này này. Đợi về đen đội lời kẻ. Áo ren mình vừa không lên. Áo ren chắc là chị vừa đấy chị Lan ạ. Áo ren để các chị tổng khoảng 55-56 cân. À 54-55 cân. Đây nha, chuyển sang cái mã kẻ này các chị này. Các chị vừa nãy không lấy được đen thì chuyển sang cái mã kẻ này nhá. Mã kẻ này đẹp cực kỳ luôn. Đây, cái cạp của cái mã kẻ này đẹp lắm. Đủ SML nhá. Mã này cũng là 120k này. Mã kẻ này cạp rất là đẹp luôn. Chất đẹp lắm. Đây, đủ SML. S dưới 46 cân, M dưới 49 cân và L dưới 52 cân.
dưới 52, 53 cân nhá. Chị nào lấy kẻ comment kẻ kèm size kèm số điện thoại. Kẻ kèm size kèm số điện thoại chân và em có ạ. Chị Huệ một áo đen này rồi, ok chốt cho chị Huệ một áo đen này. Áo đen này là 55k. Áo von, áo ren rồi, em like từng mẫu cho mọi người xem. Tại vì nhiều mẫu quá ấy. Nhiều mẫu lắm, nhà em hôm nay về cực kỳ nhiều mẫu, đầy nhà luôn. Có cả nhiều quần giả váy đẹp lắm nhưng vẫn chưa có thời gian like cho các chị xem, like từ từ nhá. Chị xem quần màu trắng em. Đây quần màu trắng đây chị Linh này, đẹp cực kỳ luôn. Uzi váy vàng thứ hai là 195k. Còn váy vàng bên này là 140, 120. Kẻ L, rồi ok chốt kẻ L cho Nguyễn Thị Mỹ Anh. Đổi phông đen lấy quần này size S Nguyễn Bích Hằng. Rồi ok Nguyễn Bích Hằng quần S này. Quần kẻ S, Nguyễn Bích Hằng quần kẻ S. Nguyễn Bích Hằng. Đấy, Nguyễn Bích Hằng đấy. Ừ. Bỏ phông đen ra. Bỏ túi. Bỏ vào túi. Quần kẻ đẹp cực kỳ luôn. Chốt cho chị Nguyễn Thị Mỹ Anh kẻ L này. Còn một cái kẻ M. Còn kẻ M nhá chị nhá, từ 45 đến 50 cân. Từ 45 đến 50 cân mà vừa kẻ M này. Ai chốt nốt kẻ M cho em hàng Quảng Châu bao đẹp. Chỉ có 120 một quần như em đang mặc nhá. 120 á chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn, bét ghi nhá. Dáng bét ghi này. 120 có chị nào lấy nốt không nào? Một trăm hai ạ. Em còn một cái mờ. Quần trắng. Đây quần trắng đây chị Linh này. Quần trắng này còn size ML này. Rồi kẻ mờ chị Hảo Hồng này. Chốt kẻ mờ chị Hảo Hồng. Đây nhá quần trắng đẹp này. Quần trắng này là 120 nhá chị Linh nhá. Bầu mặc được chị bao Bảo Linh ơi, bầu mặc được nhá. Em chốt qua điện thoại hay em chốt qua điện thoại, sáng mai em chốt qua điện thoại nhá chị Mỹ Anh nhá. Khóa kéo xét hả em? Khóa kéo khóa hông ấy chị. Đây Nguyễn Thị Mỹ Anh này. Sáng mai em chốt qua điện thoại nhá các chị nhá. Các chị có đơn nhớ chú ý điện thoại giúp em. Cái này có màu khác không chị? Thế nào? Quần này hết. Hết sạch rồi. Vứt cho chị cái quần màu xanh keo đằng sau với. Chốt cho chị Nguyễn Ngọc Lan cái ren màu da này này. Nguyễn Ngọc Lan đây. Có đơn rồi. Đâu nhỉ? Mình vừa chốt đây. Đấy Phạm Ngọc Lan đấy, đấy. Nhầm. Cái này màu đen chị có rồi chị Huệ ơi, em chốt rồi này. Cho chị cái màu đen cái này nhá. Đây nha các nha, chuyển qua mã quần váy này. Chuyển qua mã quần sóc váy này nhá. Mã quần này đều có đai hết ạ. Mã quần này đều có đai hết này các chị này. Quần này là 80k một quần, quần như em đang mặc này. Khóa kéo xét chị ạ, khóa kéo xét. Chị Bảo Linh váy hoa vàng. Đây, váy này bầu bí bon chen thoải mái này. Đấy, bầu bí bon chen thoải mái nhá. 120 nhá chị Bảo Linh nhá. 120k nếu mà lấy thì comment hoa vàng kèm số điện thoại cho em.
Đây là quần như em đang mặc này các chị này, 80k một quần này. Đây, chất bao đẹp luôn. Có size nhá, hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu có size. Hiện tại là em đang có size M. Quần này hiện tại là đang có size M này các chị này. Ai lấy comment cho em nhá, 80k một quần màu xanh rêu. Màu này cực độc luôn. Màu này là màu cái loại xanh mới ấy. Màu này cực hot luôn này. Mới màu này lạ màu lắm này. Chị nào lấy comment nhá. Có size M chị 55 cân quay đầu nhá. Size M 55 cân quay đầu. Tại vì là chun ý nên là giãn dễ chịu lắm. Size M 55 cân quay đầu này. Có ai chốt quần này cho em không này? Áo là 55k, quần là 80k. Đấy. Có ai chốt set này cho em không này? Đẹp cực kỳ luôn. Để em qua mẫu này. Chân váy về nhiều chân váy mới xinh lắm. Đây, thử qua một cái số mã áo hoa này các chị này. Váy vàng trễ vai kia bầu 7 tháng mặc vừa không? Chị Thu Minh một mờ. Chị Thu Minh một quần mờ xanh này. Này, Thu Minh. Váy vàng trễ vai 7 tháng chắc là không vừa đâu chị ạ. Quần này 80k chị đi trai nhá, có đai nhá. Quần này có đai nhưng mà không biết là túi đai em để đâu rồi. À đây. Rồi ơi. Để ngay đây cứ đi tìm. Rồi ok cho chị Huệ một set. Quần chỉ có M thôi chị Huệ ạ. Chị lấy size M rồi ok cho chị Huệ quần size M này. Đi lấy cái túi Hello Kitty to thế này. Không, túi to. Túi Hello Kitty này. Đây, quần 80k này. Áo các chị mua kèm đơn em chỉ tính 50k thôi. Áo 55k. Áo 50k nhá. Các chị kèm đơn em bán sale 50k cho các chị chia sẻ like. Áo có trắng với đen nhá. Đây. Áo thì có trắng với đen này. Áo này em có màu trắng với màu đen. Đây quay đằng sau đây chị. Quần đẹp mà. Rồi Nguyễn Thị Mỹ Anh một quần size M. Chị Nguyễn Huệ ơi em chưa gửi đâu. Có một cái váy em chưa gửi. Nếu mà chị lấy gì thêm thì em gửi. Chị Huệ. Với lại cái áo đen nữa. Đấy, áo đen nữa. Để chị lấy set này luôn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Anh này. Em đổi qua mã quần khác này. Chị Nguyễn Thị My Anh. Ừ. Đây nha, quần kem này các chị này. Quần màu kem nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Chỉ 80k một quần thôi mọi người nhá. Quần này em bao đẹp luôn. Chỉ có 80k một quần nhá. Quần này chỉ có S này các chị này. Màu be này chỉ có S nhá. S thì
tầm khoảng 54 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào gọn kể cả 55 cân tại vì chun ấy, đằng sau nó là chun ấy, thoải mái lắm. Đây này, em mặc này. 80k một quần, chị nào lấy quần S thì comment cho chị cả set này nhé. Chị Loan Hoàng ơi, hết rồi, em chỉ còn quần be thôi, quần sale em hết rồi. Để, rồi ok, chị Nguyễn Huệ lấy thêm gì để em gửi nhá. Quần trắng em vừa mặc ấy chị Linh. Quần trắng em vừa mặc mà. Mai gọi điện chốt đơn xong chị chuyển khoản nhé. Rồi ok, để mai gọi điện chốt đơn. Quần em mặc có màu đen không? Hoa von là chị Ban Triệu. Quần em mặc đen. Đen thì nó lại là cái mã này ạ. Quần thô nhá mọi người nhá, quần thô. Đen thì là cái mã này này các chị này. Đen thì là mã này. Chị mặc size M vừa chị Trang ơi. Size M thì chỉ có màu xanh rêu. 50 cân thì mặc S. Hoa bé sao không nhắn tin lại cho chị với. Rồi ok, tại vì nhiều tin nhắn quá ấy, tí nữa em dép tin nhắn nha mọi người nhá. Em sẽ dép hết tin nhắn của mọi người nha, các chị yên tâm. Tại vì nhiều tin nhắn quá em chưa dép được hết, các chị thông cảm nhá. Rồi để em sẽ dép hết tin nhắn của mọi người ạ. Tí chị inbox xong cho chị số tài khoản. Rồi ok chị ạ. Hàng đẹp cực kỳ này các chị này. Hàng đẹp cực kỳ luôn mà chỉ có 80k một quần thôi các chị này. Không đâu rẻ bằng nhà em đảm bảo luôn. Em đảm bảo luôn nhá. Quần như em mà các chị 54 cân quay đầu nhá. 54 cân này. Rộng thoải mái luôn. Hàng hai lớp nhá. Bên trong còn có một lớp nữa này các chị này. Đây. Này lớp lót này. Đẹp không? Toàn quần đẹp thôi mà giá lại còn siêu hot luôn. Đây nhá, mã quần này các chị từ 45 cân. Có thắt lưng mặc đầm không em? Thắt lưng mặc đầm có, bao giờ chị mới vào mặc? Bao giờ mới vào mặc thử chị xem lại. Rồi tí nữa em mặc thử cho chị cái quần trắng. Tại vì em cũng vừa mặc cho mọi người xem rồi ấy. Không thì chị chờ em một tí nhá. Chị chờ em một tí, không thì sau like chị xem lại like cũng được. Nào có chị nào lấy mã này không là để em chốt nào. Có chị nào lấy mã này thì comment để em chốt nhá. Quần là áo là 50k. Thử mặc đen áo trắng đi. Quần đen em hết size to rồi. Quần đen em chỉ còn size S thôi. Đây, cái quần này thì em mặc rộng thoải mái đây này các chị này. Chắc là 55 cân cũng vừa thôi. Tại vì em mặc rộng lắm. Mà bông đùi em đã to hơn mấy người bình thường rồi. Bông đùi em to lắm. Quần này mà nó có chun ý. Nên là em thấy rộng thoải mái lắm. Không phải là đấy gì đâu. Mặc sướng cực kỳ luôn. Chị nào lấy quần em đang mặc thì comment nhá. Đây em thử qua cái quần trắng này cho chị Linh cô ta xem. Thế cho chị cả set đấy. Rồi cho chị Bi Trang một quần màu kem này. Một quần kem. Với lại là một áo đen. Chị Bi Trang có đơn rồi. Túi to đùng đi kìa. Đấy. Áo màu đen. Áo đen chị đang mặc này. Đây chị Linh ơi, đây quần đây. Quần đẹp mà chị Linh. Quần đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đúng áo đen đấy không? Áo như chị ấy. Xem dở hẳn ra xem. Đúng rồi. Đây bên dưới đây. Đây nha chị Linh, nếu mà lấy quần như em đang mặc thì comment nhá. Siêu đẹp luôn, 120 một quần thôi. Đây lấy luôn cái chị mặc. Áo giống trưa nay, áo trắng thêu giống trưa nay em like. Áo trắng thêu là nhờ chị nhỏ. Áo trắng thêu. Mã trắng thêu nào nhỉ? Này. Áo đây. Trời ơi, sao nhà mình ngủ dậy muộn hơn ở nhà ấy. Em đã em đi ngủ muộn hơn. Cô ấy chị Linh biết mấy giờ không vậy? Mấy? 10 giờ mày mới dậy. Không, cái hôm sau ấy còn 11 giờ em mới dậy. 11 giờ 8 phút em mới dậy. Dậy ăn cơm.
Váy vàng. Quần em mặc có đen không chị? 5-6 cân có vừa không ly? 5-6 cân vừa đấy chị ạ. Nhưng mà em hết đen rồi, để mai em kiểm tra xem. Nếu mà có người nào mà không lấy thì em bỏ đen thôi chị. 5-6 cân thì chị mặc XL nhá chị khỉ già ơi. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là hết đen rồi. Để mai em kiểm tra, nếu mà còn đen là em bỏ sang cho chị nhá. Đây áo em đang mặc này các chị này. Áo em đang mặc 60k nhá, 51 52 cân mặc vừa. 51 52 cân mặc vừa 60k này. Chị nào lấy áo em đang mặc thì comment hoa nhá. 60k nhá mọi người nhá, hoa 60k 51 52 cân mặc vừa. Này có ai lấy hoa không nào? Quần em đang mặc dáng đẹp cực kỳ luôn nhưng mà hết đen. Tại vì mẫu này đang hot đấy, em lấy nhiều đen lắm nhưng mà khách thì em ôm hết rồi. Chỉ còn vài chiếc này. Nào áo hoa 60k nào, có ai lấy không nào? Đưa chị mình nào. Chị nào lấy thì comment hoa 60k cho em nhé. Hoa 60k kèm số điện thoại cho em. Hoa cực đẹp luôn này các chị này. Đây bèo đây nhá. Các chị từ 40 cân đến 51, 52 cân bao đẹp luôn áo hoa này nhá. Xe nhà chị về không? Chị nghe tiếng xe. Quần này thì co giãn nhẹ ạ. Các chị có muốn mua chân váy không? Em thử chân váy này cho mọi người xem này. Đôi giày chị đâu rồi? Em thử chân váy cho các chị xem nhá. Em có cái mã chân váy này cực đẹp luôn này. Em thử cái chân, mã chân váy mới này cho mọi người xem, vừa mới về luôn, đẹp cực kỳ luôn. Nè, giờ với con trắng rồi. Cái váy hoa vàng đằng sau là 120 ấy mọi người nhá. Hàng đang rất hot luôn. Đây các chị này. Cái mã chân váy mới nha em này. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Chân váy ten này các chị này. Lên form chuẩn đẹp cực kỳ luôn này. Đấy. Áo là 65k nhá. Chân váy này là 140 này. Áo là 65k, chân váy là 140. Chân váy này em có đủ size nhá. SML, XL nhá. À SML. Size S các chị tổng hợp 45 cân quay đầu. Size M 47, 48 cân. Size L các chị tổng hợp 53, 54 cân quay đầu và vẫn vừa nhá. Chân váy bên trong là u mì này. U mì ven nhá. Chân váy là 140, ai lấy chân váy comment này. Áo bi nhá. Áo bi là 65k, 52, 53 cân quay đầu áo bi này. Cái váy vàng phía sau em có mặc thử rồi đấy. Mọi người sau like thì có thể xem lại like nhé. Em có đăng ảnh với đăng mẫu rồi đấy. Đây, có chị nào lấy áo bi không này? Áo bi và chân váy ten này các chị này. Áo bi là 52, 53 cân quay đầu. Chân váy ten thì có đủ size từ 40 cân trở lên ạ.
Các chị vừa hỏi sơ mi mà. Có ai thích sơ mi này không? Em qua mẫu. Chân váy đen này quá đẹp luôn các chị nhá. Cực đẹp luôn. Hàng u mì. Có ai chốt mã này không để em qua mẫu nè. Áo phông đen hồi nãy bao nhiêu? Áo phông đen hồi nãy là cái loại lệch vai thì là 50k. Còn có một loại da da à, tay bèo thì là 55k nhá, nhá. Em có một số mẫu ấy. Đẹp nhưng nhỏ quá. Chân váy thì chị vừa đấy chị Huệ ạ à. Chị vừa chân váy. Áo này thì chắc không vừa. Áo này đẹp này, áo quá rẻ. Áo 65k. Quá rẻ luôn đúng không chị? Quá rẻ. Áo rất là đẹp. Em đổi mẫu này mọi người này. Đổi mẫu nhá chị nha. Tiếp này, body kẻ nhá chị nhá. Body kẻ này 55 cân quay đầu đẹp này các chị này. Em còn hai chiếc, sale là 70k cho các chị nhá. Sale là 70k cho các chị. Chị nào lấy body kẻ thì comment kẻ, kẻ số điện thoại cho em. 55 cân quay đầu body kẻ như em đang mặc này. 55, 56 cân nhá mọi người nhá. 55, 56 cân này, 70k. Chị nào lấy thì comment kẻ nhá. Kẻ kèm số điện thoại cho em. 70k body kẻ. Còn áo sơ mi màu trắng á, trễ vai kẻ không? Màu trắng trễ vai kẻ nào nhỉ? 49 cân vừa nhá chị ơi. Áo đang treo đằng sau, dãy phông trên thì là 55k nhá mọi người nhá. Đây là body kẻ như em đang mặc nè. 70k này, sale 70k. Chị nào lấy comment kẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Kẻ kèm số điện thoại cho em. Có chị nào chốt kẻ này không ạ? 1m50 49 cân. 1m50 49 cân. Chắc là mặc quần trắng size M thôi chị ạ. Bình thường chị mặc quần là size gì? Quần size M, váy size L chị Linh ạ. Em nghĩ là quần size M, váy size L. Tại vì quần thì em 50 cân, 50-51 cân. Nhưng em mặc size L thì em hơi rộng ấy. Thế em nghĩ là quần chị mặc size M. Nếu mà người gọn thì mặc size M. Bảo Hà, Bảo Hà, Bảo Lê. Chấm bi cho em xin số điện thoại ạ. Em nghĩ mặc quần size M, chân váy size L nhá chị Linh nhá. Nếu mà người gọn thì mặc quần size M, còn không thì chị mặc quần size L. Quần này đẹp lắm, dáng đẹp. Em đảm bảo quần này dáng đẹp cực kỳ luôn. Mông em cũng to mà, nhưng em mặc quần đấy em vào em thấy gọn lắm. Chị lấy áo chấm bi cho em xin số điện thoại với ạ. Áo này là 65k. Váy nhen đang mặc là 70k này. Ai lấy váy nhen đang mặc thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em. Mẫu váy này 55, 56 cân quay đầu vừa. Rồi ra chốt cho khách đi thôi. Chị lấy áo chuẩn bị. Nào có ai chốt mã váy kẻ đấy không nào? Chấm bi chỉ có đen thôi ạ. Chấm bi em chỉ còn cái đen thôi chị ơi, không có trắng. Có váy lanh. Lanh có. Cho mình một áo phông tim cổ thuyền màu trắng với một áo phông trễ vai
áo phông trễ vai kẻ đen. À rồi ok, chị Phượng Dâu Tây, áo phông trễ vai kẻ đen 90k đúng không? Áo phông trễ vai kẻ đen này, với lại là áo cổ thuyền màu trắng. Đây, trễ vai kẻ đen này đúng không chị Phượng Dâu Tây? Chân váy không co giãn hả em? Bình thường chị mặc size M. Thế thì chị mặc size M thôi, chân váy có co giãn đấy. Tại vì bình như mông em to ấy thì em hay mặc size L. Nhưng mà nếu mà bình thường chị mặc M thôi. Chân váy đây là chất u mì đấy, co giãn mà. Đây co giãn thoải mái luôn này chị này. Mét 7 mặc được nhá chị Kiều Kiều nhá. Này cho chị hai áo. Chị Phượng Dâu Tây. Một áo kẻ 90k với một áo trắng lệch vai 50k. Rồi ok chị Phượng Dâu Tây nhá. Đây chân váy này nếu mà bình thường chị mặc mờ thôi. Tại vì là mông đùi em to ấy, nếu mà mông đùi chị gọn thì chị chỉ mặc mờ thôi. Chị Linh ạ, à, quần thì em nghĩ là quần thì chắc chắn là mờ rồi, tại vì quần mờ rộng thoải mái luôn. Váy kẻ như em đang mặc có ai chốt không nào? Váy kẻ như em là 70k nhá. Chân con biết là có cả L rồi nhưng mà bình thường chị chỉ mặc M thôi. Áo kẻ lệch vai. Em mang nước về đâu chị này. Sao mình thiếu thì nước mang về đi. Không à. Áo kẻ lệch vai ở đâu rồi? Chị trả tiền. Áo kẻ lệch vai để em hết rồi chị phải. Còn một cái đâu ấy. Còn một cái rẻ không biết để đâu. Thằng đắt hết rồi. Váy chân ten có S nhá Vi Ngọc Anh ơi, có S. Nếu mà bình thường chị mặc mờ thì chị chỉ mặc mờ thôi đấy. Tại vì là nếu mà mông đùi chị gọn ý, chị mặc mờ. Còn không thì em nghĩ là mặc L cho thoải mái. Nếu mà chị thích thoải mái thì mặc L. Có chị nào lấy váy nha em ạ, comment nhá. Còn một cái con không nhớ là bó ở cọc nào. Không, cọc áo phông riêng mà. Đắt bán hết rồi. Đây này các chị này, tiếp nha, tiếp một mã váy này. Đây nhá, tiếp một mã body này đẹp này. Ôi chất xuống cực kỳ luôn. Có hai màu nhá mọi người nhá, màu đỏ với màu nâu nhá. Màu đỏ với màu nâu như thế này này, body này này. Chị nào lấy comment cho em nhá, 80k nhá. 56 cân quay đầu vừa này. 56. 70k luôn, hôm nay sale rẻ luôn, 70k luôn nhá. Màu vàng với màu đỏ nhá, hai màu vàng màu đỏ. Chất mát lạnh luôn. Ra mát lạnh này các chị này, xuống cực kỳ luôn này. Chị nào lấy comment nhá, 70k nhá, có vàng với đỏ. Siêu rẻ luôn các chị. Các chị có đơn. Siêu rẻ luôn. Họ chả biết ở đâu. Con nhớ là bỏ cọc nào ấy, nhưng mà quên rồi. Áo von em vừa like, em like sen một số mẫu đây chị, bán 3 triệu, em like một sen một số mẫu đây chị. Em like điểm đi cho mọi người ấy, tại vì là nếu mà like nguyên áo von ấy thì các chị sẽ chán nên em like điểm đi cho mọi người. Nào có ai chốt cái mã này không thì comment cho em nhé, 70k nhá. Theo nó. Các chị thích gì comment vào đây để em like nào. Các chị thích mã gì comment vào đây để em like nhá. Váy này thì không có màu đen.
Ván này em chỉ có kẻ thôi. Ơ lát thế nhỉ, sao không xem được nhỉ? Cũng không xem được à? Váy lanh đi em. Váy lanh. Em có cái váy lụa này đẹp đấy các chị này. Váy hoa vàng. Cái chất này là hàng loại 1 đẹp cực kỳ luôn. Chất von. Von lụa mềm. Von mềm nhá, hàng này hàng 1, hàng loại 1 này các chị này. Hàng loại 1 em mới bán có 120 thôi, các shop khác cái hàng loại 1 này mọi người phải bán từ 150 trở lên. Còn cái hàng mà quần vải cạp cao màu đen đi ạ. Quần vải cạp cao cái mã. Cái mã này em hết đen rồi, mã này em chỉ còn trắng thôi. Có cái váy body này bán cho chị. Bán. Sơ mi váy mộng nữa đi. Chị Đỗ Hạnh ơi, bây giờ em mới thấy này, cái váy vàng này là váy lụa nhá, von lụa đẹp nhá, em đang sale là 120 nhá, hàng đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy đi comment, em chỉ còn một cái thôi. Đây ạ. Có một cái váy body này nhá. Các bạn từ năm 52 53 cân đổ lại mặc được này. Sale 70k. Đây phần này còn thêu luôn ấy. Ai lấy váy này thì comment là váy đen nhá. Có chân váy nha Đỗ Hạnh ơi, rất là nhiều chân váy. Các chị muốn mua chân váy phè hay chân váy ôm? Lấy váy vàng, chị Đặng Trang lấy váy vàng nhỉ. Rồi ok, còn một cái này tôi đẹp cực kỳ luôn. Váy Trang siêu xinh à. Đây cái này em chốt cho chị nhá. Váy này đang cực kỳ là hot luôn á. Cái này khách em hỏi nhiều lắm, em bán hết rồi, hàng này em hết. Đặng Trang có đơn rồi. Đỗ Hạnh là xem cái gì nhỉ? Đơn chị Đặng Trang. Có chân váy không? Chân váy vừa nãy Ly vừa like chân váy ở đây. Chân váy nhiều mẫu chân váy lắm. Váy đỏ, à váy đỏ chị vừa đấy chị Huệ ạ. Váy đỏ hàng đẹp 195k, hàng xịn luôn. Chất này là chất lụa đẹp sau luôn này. Khóa. Đằng sau là khóa giọt lệ này, khóa. Khóa đẹp luôn. Cái đấy Huệ mặc quá đẹp luôn, hàng đấy hàng cực đẹp ấy. Hàng này hàng loại 1 nhá, hàng layout hàng đẹp này. Hàng đẹp nhá, hàng nào hàng đẹp em bảo hàng đẹp. Hàng da da layout nhá, cái mẫu này mẫu layout hàng đẹp này. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn, 195k hàng đẹp. Em có size L nhá, size M và size L. Chân váy xòe dài qua gối. Chân váy xòe dài qua gối, chất u mì thì không có, em chỉ có trên gối thôi. Dài qua gối thì chỉ có váy ren thôi. Qua gối chất u mì nó cứng lắm các chị ạ, nếu mà qua gối mà nếu mà là chất u mì ấy. Cái này xếp ly cực đẹp luôn. Đỏ với vàng thì vậy ạ, nhưng mà vàng thì em còn size M thôi. Vàng size M các chị không vừa đâu. Đỏ này em đảm bảo mặc lên đẹp cực kỳ luôn. Mai em up ảnh cho mọi người xem. Đỏ đẹp lắm, còn duy nhất một chiếc này. Tay là tay cánh tiên nhá, tay bèo cánh tiên này mặc không hề bị hở vai luôn. Đấy. Đẹp lắm, còn mỗi một chiếc đỏ size L. Còn size M thì em còn màu vàng chút chị không vừa. Chị Đỗ Hạnh muốn xem chân váy khỏe hay là body hay là ôm hay là gì? Đây chân váy thì em có một số mã chân váy khỏe đây, chị Đỗ Hạnh này. Chân váy ôm body hay là chân váy xòe, nhiều mã lắm. Thôi mẹ ơi đừng ấy đổ. Đây cái mã chân váy này rất là đẹp, cái hàng vừa mới về luôn, bên trong có quần. Các chị muốn mua chân váy gì comment vào cho em biết nhé. Có ai lấy chân váy này không nào? Đẹp cực kỳ luôn. Màu đen thì đẹp đẹp lắm. Dáng dài chuyến sau ạ. Tại vì chuyến này em sợ dáng dài mà hơi nóng ấy nên em chưa lấy dáng dài. Màu đỏ này cũng gọn người, riêng người béo mặc màu đỏ với màu đen là gọn nhất. Nó xếp ly ở đằng trước, nó xếp ly hai bên này, gọi là cái gì? Chít. Nó chít hai bên này này các chị này, đẹp lắm. Chân váy này là 140. Chân váy u mì này 140, bên trong có quần.
Nếu mà dài qua gối mà xếp ly như này đi thì là chuyến sau nhá mọi người nhá. Chất vải khác thôi. Chất vải khác. Mì mà chất vải dài qua gối thì nó sẽ cứng. Đấy, chất vải để mềm chất hơn. Chất mì thì nó dày và ôm mì thì người ta chỉ làm mã ngắn thôi, còn nếu mà ôm mì mà dài nó cứng lắm chị ạ. Dài thì phải body nó ôm. Dài để body. Làm gì vậy anh? Nào các chị có chốt mã này không ạ? Em like nốt mã váy này là em nghỉ nhá, nhá. Nếu mà ai chốt mã váy này thì comment cho em nhá. Em xin phép nghỉ nhá mọi người nhá. Các chị lấy gì thì sau like có thể xem lại like nhá. Hoặc là inbox cho em nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ.